13 trận thi đấu, 13 kiến nghị. Chúng tôi ủng hộ việc con cái phản ánh cách nuôi dạy của cha mẹ trên mạng xã hội. Đó là hành trình mà 14 đội chơi đã trải qua trước khi đến với trận chung kết Trường Tin 2018. Hành trình của những màn tranh tài trí tuệ với các chủ đề liên quan đến đời sống học sinh. Chúng tôi ghi nhận cách các em học sinh dùng sức lực bản thân mình trong cạnh tranh chứ không dựa vào hoàn cảnh khởi điểm để được người khác nâng lên. Chỉ khi bạn được giáo dục đầy đủ về đạo đức nhân cách thì bạn mới có thể phát huy hết 100% năng lực của mình vào những công việc có ích. Lúc đó thì bạn mới có thể cống hiến được cho xã hội và phủ rộng cả ở đời sống xã hội. Các bạn ủng hộ sự cam chịu đó thì nếu là mẹ của các bạn, mẹ của các bạn bị đánh, các bạn có ngồi đó rồi khen mẹ mình rằng mẹ cao cả quá, mẹ tuyệt vời quá, mẹ giàu lòng yêu thương quá, giàu lòng bao dung quá hay không? Câu trả lời là không. Những người chia sẻ đồng cảm với nhau, những người trầm cảm trong một cộng đồng, họ chỉ cảm thấy thương hại lẫn nhau chứ họ không đưa nhau đi chữa bệnh, chứ họ không chữa được bệnh cho nhau. Đó là hành trình của những cung bậc cảm xúc căng thẳng và kịch tính. Nghe thì có vẻ là một nghịch lý, nhưng đây lại là sự thật. Cái việc xã hội đi lùi là một việc vô cùng tồi tệ. Thì nó thực sự chạm ở cơn chấn động chưa? Lãng mạn và bay bổng. Làn môi ơi đừng quá run run, lỡ tia nắng hồng tan mất. Xin lo không về qua đây, xin yêu thương chân thành biết sai. Trường Tin 2018, một chặng đường chuẩn bị khép lại, nhưng sẽ mở ra nhiều con đường mới. Con đường của tri thức, của tình bạn. Mong rằng 42 thí sinh sẽ luôn mang tinh thần trường tin, tinh thần của sự tự tin, nhiệt huyết trên những con đường mới đó. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã cùng với chúng tôi có mặt tại trận chung kết của Trường Tin 2018. Và chúng ta đã trải qua 7 tháng đồng hành cùng chương trình Trường Tin năm nay, cùng với rất nhiều những trường trung học phổ thông, rất nhiều những thí sinh đến từ các đội thi đã có mặt và tin tưởng vào sân chơi Trường Tin đến đây và thể hiện khả năng của mình. Và với 7 tháng, chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm cũng như đã có rất nhiều những trận tranh biện vô cùng hấp dẫn. Ngày hôm nay chúng ta ở đây để cùng cổ vũ và cùng tham gia vào gala chung kết của Trường Tin 2018. Và các bạn vừa theo dõi một đoạn video clip để nhìn lại hành trình của Trường Tin 2018 cùng với tất cả những thí sinh của chúng tôi. Họ đều đã có những trận tranh biện vô cùng xuất sắc. Và đặc biệt là chúng tôi hy vọng là tất cả các thí sinh của Trường Tin đều đã có một kỷ niệm thật đẹp trong mùa hè 2018 này. Và có thể nói rằng để đến được với trận chung kết ngày hôm nay thì hai đội thi của chúng ta là những đội xuất sắc nhất, cũng là những đội đã thể hiện tốt nhất. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón sự có mặt của hai đội sẽ đến với trận chung kết của Trường Tin năm nay. Đầu tiên hãy cùng gặp gỡ với ba chàng trai đã để lại rất nhiều ấn tượng với những khán giả truyền hình trong khi tham gia chương trình Trường Tin. Họ là ai? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ, Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam và Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Ba trường chuyên hàng đầu Hà Nội và cũng là ba trường trung học phổ thông đã bị loại bởi một tân binh mang tên Trung học phổ thông Quang Trung Đống Đa Hà Nội. 60 điểm, chúc mừng đội phản đối. Các bạn đã có thêm 10 điểm của ban giám khảo sau lượt phản hồi. Ba chàng trai với ba cá tính: Nguyễn Thành Phát, điềm đạm, chững chạc. Chúng tôi công nhận rằng đây là một cái kết bi thảm nhất trong một gia đình. Họ mất tiền, họ mất tình cảm, mất tương lai, về mặt căn bản họ mất trắng. Lê Bá Ngọc Khánh, mạnh mẽ, đầy tự tin. Đây áp lực lại chứ áp lực, bởi vì tại sao? Bởi vì đây là một niềm bạn bắt một sự kỳ vọng mà bạn bắt buộc phải thành công. Nếu bạn không thành công thì sao? Bạn sẽ kéo cả một cái gia đình đi xuống. Trường Thành Vũ lạnh lùng như một cỗ xe tăng. Tất cả những luận điểm mà chúng tôi vừa đề ra nó như một cỗ xe tăng vậy, bởi vì nó có sức phòng thủ, thậm chí khi mà nó không phá thì nó đều có sức chí mạng. Luôn giữ phong độ ổn định, ngày càng xuất sắc qua mỗi vòng đấu. Từ một đội chơi tân binh đến ứng cử viên cho danh hiệu quán quân Trường Tin 2018. Trung học phổ thông Quang Trung sẽ tiếp tục làm nên lịch sử hay trở thành một đội về nhì? Hãy cùng chờ đón màn thi đấu của ba chàng trai này. Vâng, ba chàng trai tự tin của chúng ta đã quay trở lại với sân khấu của Trường Tin. Và ngày hôm nay, trường Trung học phổ thông Quang Trung Đống Đa Hà Nội sẽ ở phe ủng hộ kiến nghị của chương trình. Và đối thủ của họ là ai? Đại diện là những ai? Chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ lại họ một lần nữa. Đối thủ của trường Trung học phổ thông Quang Trung trong trận chung kết chính là ngôi trường giàu truyền thống nhất Hà Nội, Trung học phổ thông Chu Văn An.
là đội chơi sở hữu đội hình tương đối đồng đều, gồm Trần Nam Phương, cô nàng nhỏ nhắn nhưng vô cùng mạnh mẽ. Không có điều gì có thể khẳng định rằng sau khi người ta đấu tranh, người ta bỏ người chồng đi thì người phụ nữ đó sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Lê Tuấn Hưng, chàng trai cao kều với phong thái quyết liệt. Chính tay gọi là mặt có thể hại nhầm cái người bị hại. Và khi mà họ hại nhầm người bị hại thì sao? Thì cái mối quan hệ của con cái không bao giờ lành lặn được. Trần Lê Quỳnh Mai, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc sảo. Các bạn chọn một cái quốc gia mà phát triển hạnh phúc là một cái điều rất là không thực tế. Bởi vì rõ ràng hạnh phúc của mỗi người là một cách đánh giá khác nhau. Được đánh giá là đội thi mạnh khi cả ba thành viên đều có kinh nghiệm tranh biện. Quả thật, Trung học phổ thông Chu Văn An chưa hề khiến khán giả phải thất vọng. Từ vòng loại cho đến vòng bán kết, Trung học phổ thông Chu Văn An đã lần lượt vượt qua 3 trường chuyên đến từ 3 tỉnh thành khác nhau. Đó là phổ thông Năng Khiếu thành phố Hồ Chí Minh, Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương Phú Thọ và Trung học phổ thông chuyên Trần Phú Hải Phòng. Cùng chờ xem trong trận thi đấu cuối cùng này, bằng kinh nghiệm chinh chiến của mình, liệu Trung học phổ thông Chu Văn An có thể giành chiến thắng trước sự tươi mới và non trẻ của một tân binh như Trung học phổ thông Quang Trung Đống Đa Hà Nội. Ngày hôm nay thì các bạn sẽ ở bên phe phản đối kiến nghị của chương trình. Bao giờ tôi cũng hỏi thăm các bạn một chút khi các bạn quay trở lại với sân khấu của trường tin, trường Trung học phổ thông Quang Trung. Các bạn đã có những chiến thắng rất thuyết phục, đã có những màn lội ngược dòng mà khiến chúng tôi cảm thấy rất bất ngờ. Ngày hôm nay các bạn đã chuẩn bị kỹ càng đến đâu? Phát. Bọn em cũng đã chuẩn bị rất là kỹ càng và chính vì vậy bọn em hôm nay khá tự tin. Khá là tự tin. Vậy tôi sẽ hỏi Khánh. Vâng, bạn đã theo dõi những trận thi đấu từ vòng ngoài của đội đối thủ chưa? Em hầu như đã xem hết tất cả trận đấu của đội Chu Văn An rồi ạ. Mà hôm nay em sẽ cố gắng thể hiện hết sức để có thể đánh bại được một trong đối thủ vô cùng mạnh mẽ tại giải đấu lần này ạ. Vâng, cảm ơn. Đội trưởng Trung học phổ thông Quang Trung Đống Đa luôn luôn như vậy, thể hiện một sự tự tin và luôn luôn thể hiện mong muốn khát khao chiến thắng. Vậy hãy xem những cá nhân ở phía trường Trung học phổ thông Chu Văn An. Trong số các bạn đang đứng ở đây thì tôi luôn luôn có một sự quan tâm đặc biệt đến bạn Hưng. Bạn Hưng là người có khả năng thể hiện ngôn ngữ cơ thể cũng như thái độ vô cùng mạnh mẽ khi đến với phần thi của mình. Tôi cũng rất là muốn biết ngày hôm nay thì cái tinh thần của bạn thế nào và bạn tự tin bao nhiêu với chiến thắng của mình để có thể trở thành nhà vô địch. Cũng là trận đấu cuối cùng rồi nên bọn em cũng sẽ cố gắng hết sức để cống hiến cho tất cả mọi người một trận đấu tranh biện thật là hay nhất. Còn tinh thần của em hôm nay thì em cũng khá là không đặt nặng quá đặt nặng vấn đề thắng thua mà em chỉ muốn cố gắng hết sức mình sao cho có thể là đã sân khấu nhất thôi. Có thể thấy là các thí sinh của chúng tôi không chỉ trưởng thành về mặt kỹ năng mà về thái độ của các bạn cũng vậy, các bạn cũng đã điềm tĩnh hơn và luôn luôn ở trong một tư thế sẵn sàng để đến với bất cứ trận tranh biện nào. Và hy vọng là ngày hôm nay các bạn sẽ làm thật tốt. Cảm ơn các bạn, hãy quay trở về vị trí ngồi của mình. Quý vị khán giả truyền hình thân mến, có mặt ở chương trình Trường Tin của chúng tôi là những con người vô cùng quan trọng sẽ quyết định chiến thắng của những bạn học sinh, những đội thi đến với chương trình năm nay. Và bây giờ hãy cùng với chúng ta làm quen với ban giám khảo của Trường Tin. Vị giám khảo đầu tiên là một giám khảo quen thuộc, một người đồng hành với Trường Tin qua nhiều năm. Xin giới thiệu Top 20 nhà tranh biện trẻ châu Á, giám khảo Nguyễn Ngọc Tú Uyển. Và ngày hôm nay chúng ta có sự có mặt của một vị giám khảo quen thuộc cũng đã đồng hành cùng với Trường Tin và các thí sinh, người luôn luôn yêu mến và đưa ra những lời khuyên rất giá trị cho những thí sinh của chúng tôi. Đó là huấn luyện viên, đồng thời cũng là một nhà tranh biện chuyên nghiệp. Xin được giới thiệu giám khảo Walter Yu. Và ngày hôm nay, người ngồi ở vị trí giám khảo thứ 3 của chúng tôi, một vị giám khảo khách mời đặc biệt đã có mặt ở đây để cùng san sẻ gánh nặng của ban giám khảo cũng như đưa ra được những nhận xét đánh giá và giúp cho điểm số mang lại chiến thắng cho các đội. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu vị giám khảo thứ 3 của chúng ta ngày hôm nay. Đó là sáng lập viên điều hành Zed College Việt Nam và trường HAS, thạc sĩ giáo dục Phạm Thị Cúc Hà. Có lẽ là ngày hôm nay trong gala chung kết đặc biệt này thì ngoài việc chúng ta có thể trò chuyện với các thí sinh, chúng tôi cũng mong muốn là được chia sẻ đôi điều cùng với ban giám khảo. Bây giờ tôi sẽ
muốn hỏi chuyện chị Uyên một chút. Trong một quãng thời gian dài đồng hành cùng Trường Tin thì hiện giờ chị có cảm xúc thế nào với những thí sinh của Trường Tin năm nay? Câu hỏi là chị Uyên đánh giá các em như thế nào thì thực sự là chị Uyên không dám gọi là từ đánh giá đâu, tại vì lúc mà chị Uyên bằng tuổi các em bây giờ thực sự chị đã không làm được những cái gì như là tụi em hiện tại đang làm, cho nên chị thấy tụi em vừa giỏi hơn chị rất nhiều, vừa can đảm hơn chị rất nhiều, và tụi em có rất nhiều yếu tố để thành công so với chị hay là các anh chị của những năm về trước. Có thể thấy 6 thí sinh ngày hôm nay đều đã thể hiện mình rất nổi bật, và nếu như năm trước mà tụi em đi thi thì chị nghĩ là tụi em cũng sẽ vào rất sâu. Vâng, phải nói là không phải lúc nào cũng được lắng nghe giám khảo Thủy Uyên khen những thí sinh của chúng tôi như vậy. Và hy vọng là ngày hôm nay chị cũng sẽ đưa ra được những lời nhận xét để có thể giúp cho các bạn thí sinh của chúng tôi trưởng thành hơn và thể hiện kỹ năng của mình tốt hơn nữa. Bây giờ chúng ta hãy cùng dành một câu hỏi cho giám khảo thứ hai của chúng tôi, đó là anh Walter Yu ạ. Vâng, là một người làm công tác huấn luyện chuyên nghiệp của bộ môn tranh biện, anh đánh giá tiềm năng của các thí sinh tham gia bộ môn tranh biện ở Việt Nam thế nào? Điều đầu tiên tôi muốn nói rằng tôi thực sự nóng lòng muốn dõi theo trận chung kết ngày hôm nay, bởi vì hai đội góp mặt trong trận đấu cuối cùng này đều rất xứng đáng. Có một điều thú vị ở các thí sinh năm nay, đó là rất nhiều bạn có tiềm năng tranh biện, nhưng chúng ta khó nhận thấy điều đó khi lần đầu gặp họ. Họ thường yên lặng phần lớn thời gian. Tuy nhiên, đến khi lên sàn đấu, các bạn ấy lại vô cùng bùng nổ và tôi bị cuốn theo mỗi bài nói. Và tôi chúc cả hai đội ngày hôm nay sẽ thi đấu thành công. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng muốn được dành một câu hỏi để được lắng nghe những cảm nghĩ của chị Cúc Hà ngày hôm nay khi đến với sân khấu của Trường Tin. Đó là chắc chắn chị cũng đã có những phần theo dõi thí sinh của chúng tôi thi đấu ở những vòng trước. Không biết là ấn tượng để lại trong chị là gì? Thực sự là các con là những thế hệ mới của Việt Nam, những con người dám bày tỏ chính kiến của mình, tranh luận một cách văn minh. Cô cũng đã xem những cái vòng trước và cô cũng cảm thấy là thật sự là các con là những người rất là xứng đáng để có mặt ở trong ngày hôm nay. Và cô chúc các con tranh luận thành công, tranh luận văn minh và được trở lại chính mình. Và thắng hay thua thực ra không quan trọng, mà là tiếng nói của mình được ghi nhận. Vâng, đó là những chia sẻ, những cảm nghĩ của ban giám khảo ngày hôm nay khi có mặt ở trận chung kết của Trường Tin. Và các bạn có thể thấy là ban giám khảo tuy là những người rất nghiêm khắc nhưng cũng kèm theo đó luôn luôn là những người cổ vũ cho các bạn nhiều nhất, và hy vọng các bạn sẽ thể hiện tốt trong trận chung kết này. Và kính thưa tất cả quý vị khán giả truyền hình, ngày hôm nay có mặt ở trận chung kết không chỉ có ban giám khảo, không chỉ có khán giả, còn có những vị khách mời đã đồng hành cùng với chúng tôi đến đây ngày hôm nay để cùng chúc mừng cho chương trình và cùng chúc mừng cho đội sẽ trở thành nhà vô địch. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt ông Matthew Markhouse, đại diện của Đại học Macquarie Australia. Vị khách mời tiếp theo, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của bà Trần Thị Diệu Thúy, đại diện Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tiếp theo, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Marie Curie, Hà Nội. Và có mặt ở đây ngày hôm nay còn có những thầy cô đại diện hai trường tham gia trận chung kết của chúng ta để cùng cổ vũ cho các thí sinh. Về phía trường Trung học Phổ thông Quang Trung Đống Đa Hà Nội, xin giới thiệu có sự có mặt của cô Đinh Thị Thu Trang, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Và đến đây để cổ vũ cho các thí sinh của trường Trung học Phổ thông Chu Văn An Hà Nội, có sự có mặt của cô Trần Thị Tuyến, Bí thư đoàn trường. Và kèm theo đó thì ngày hôm nay chúng tôi đã nhìn thấy ở trên khán đài của chương trình Trường Tin những gương mặt rất quen thuộc. Và đó chính là 14 đội đã cùng với chúng tôi đến với vòng chung kết của chương trình Trường Tin năm nay. Chào đón các bạn đã quay trở lại với sân khấu này. Các đội thi của Trường Tin đã đến với chương trình với một khát khao học hỏi và khát khao chiến thắng để có thể chinh phục bản thân, đồng thời là để có thể chinh phục một giải thưởng rất lớn dành cho nhà vô địch. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi chiêm ngưỡng giải thưởng dành cho nhà vô địch của Trường Tin 2018. Tọa lạc tại thành phố Sydney xinh đẹp, trường đại học Macquarie được đánh giá là một trong 10 trường đại học hàng đầu nước Úc và nằm trong top 50 trường đại học quốc tế tốt nhất trên thế giới. Được thành lập năm 1964, trường đại học Macquarie đã và đang xây dựng được vị thế và tầm ảnh hưởng của mình cả trong và ngoài nước. Xuyên suốt 55 năm hình thành và phát triển, Macquarie nổi tiếng với việc đào tạo các chương trình như kế toán và tài chính, truyền thông đa phương tiện, ngôn ngữ Anh và văn học.
Và ngôi trường xinh đẹp này cũng chính là nơi sẽ chào đón đội thi quán quân của cuộc thi tranh biện Trường Tin 2018 trong một chuyến hành trình tham quan và trải nghiệm học tập trong 7 ngày đầy thú vị. Hãy cùng chờ xem đội thi nào sẽ là chủ nhân cho giải thưởng đầy hấp dẫn đến từ Đại học Macquarie Australia. Giải thưởng dành cho nhà vô địch của Trường Tin 2018 chắc chắn là một giải thưởng rất ấn tượng và tôi biết tất cả các thí sinh đều mong muốn mình sẽ trở thành nhà vô địch. Và sau đây, chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Matthew Markhouse, đại diện của Đại học Macquarie Australia sẽ lên phát biểu với tất cả chúng ta. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Đầu tiên, tôi muốn nói rằng đây là một chương trình thật tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã mời tôi ngày hôm nay. Tôi là Matthew Markhouse. Hiện tôi là giám đốc mảng phát triển kinh doanh quốc tế khu vực Đông Nam Á của Đại học Macquarie. Đại học Macquarie rất hân hạnh được đồng hành cùng VTV7 trong một chương trình tuyệt vời như thế này. Tôi muốn nói một chút về tầm quan trọng của giáo dục, đặc biệt khi bản thân tôi đang làm việc tại một trường đại học. Tôi nghĩ sự quan trọng của giáo dục đối với cá nhân chính là phát triển tư duy độc lập, xây dựng trí thông minh cảm xúc, khả năng phân tích, phát triển kỹ năng mềm, những điều mà các nhà tuyển dụng mong muốn, cũng như xây dựng kiến thức học thuật. Những kỹ năng này sẽ giúp bạn thấu hiểu thế giới hơn để có thể trở thành một công dân toàn cầu. Và tất nhiên, nó cũng mang đến cho bạn trách nhiệm xã hội và chuẩn bị hành trang cho bạn trong cuộc đời dài phía trước. Tôi rất mong đợi được chào đón đội thắng cuộc đến với chuyến tham quan và học tập tại Đại học Macquarie. Một lần nữa, chúng tôi rất hân hạnh được đồng hành cùng chương trình và hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác trong tương lai. Cảm ơn rất nhiều. Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn ngài rất nhiều cũng như sự đồng hành của trường Đại học Macquarie Australia với Trường Tin năm nay. Chúng tôi hy vọng rằng ngày hôm nay các bạn sẽ thể hiện thật xuất sắc để xứng đáng giành chức vô địch và nhận được giải thưởng này. Và chúng ta đã đi đến với trận chung kết rồi. Có rất nhiều điều ở chương trình Trường Tin mà chúng tôi đã chia sẻ thông qua các kiến nghị của chương trình và cùng lắng nghe các thí sinh. Và ngay bây giờ, hãy cùng đến với kiến nghị của chung kết Trường Tin 2018. Tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, dân trí được xem là thước đo và cũng là điều kiện cho sự phát triển của đất nước. Nhằm nâng cao dân trí, việc tạo mọi điều kiện cho người dân được học cao hơn là một chính sách luôn nhận được sự quan tâm. Trong đó, phổ cập giáo dục cũng được xem là một yếu tố cần chú ý. Hiện nay, Việt Nam đã phổ cập giáo dục từ bậc mầm non cho đến hết bậc học trung học cơ sở. Và câu hỏi được đặt ra ở đây là, liệu chăng việc phổ cập giáo dục trung học phổ thông có phải là điều cần thực hiện tiếp theo để giúp học sinh có bằng cấp cao hơn, gia tăng cơ hội và chất lượng việc làm? Nhưng cũng có nhiều quan điểm khác lại cho rằng, việc phổ cập giáo dục cần thực hiện vào thời điểm thích hợp, với đầy đủ tiềm lực của quốc gia, nhằm tránh mang lại những nguy cơ và hậu quả không đáng có. Xuất phát từ chính mâu thuẫn này, kiến nghị ngày hôm nay Trường Tin sẽ mang đến cho hai đội chơi trong trận chung kết. Đó là, chúng tôi sẽ phổ cập giáo dục trung học phổ thông ở Việt Nam. Trận chung kết của chúng ta đã có kiến nghị và tôi xin được nhắc lại. Đó là, chúng tôi sẽ phổ cập giáo dục trung học phổ thông ở Việt Nam. Đây thực sự là một kiến nghị rất hay và chắc chắn là sẽ rất khó. Và ngày hôm nay, với kiến nghị khó này, đồng thời chúng ta cũng sẽ được lắng nghe những quan điểm rất thú vị và những phần tranh biện vô cùng hào hứng. Còn bây giờ, như thường lệ, trước khi mà chúng ta đến với những lượt tranh biện chính thức của trận chung kết, hãy cùng với chúng tôi đến với lượt tranh biện của Trường Tin. Mỗi kiến nghị của Trường Tin sẽ được tranh biện bởi hai đội gọi là đội ủng hộ và đội phản đối. Mỗi đội gồm 3 thành viên với 4 lượt nói. Đội ủng hộ có quyền nói trước. Đội phản đối có quyền kết thúc cuộc tranh biện. Thời gian ở lượt nói thứ nhất là 3 phút. Thời gian ở lượt nói thứ hai là 4 phút. Đội đối phương có 1 phút cho việc đặt câu hỏi. Thời gian ở lượt nói thứ ba là 4 phút. Đội đối phương có 1 phút cho việc đặt câu hỏi. Thời gian ở lượt nói cuối cùng, lượt phản hồi là 2 phút. Đây là cơ hội cuối cùng để mỗi đội chơi chứng minh ưu thế của mình so với đội đối phương. Mỗi lượt nói sẽ được ban giám khảo cho điểm với tổng số điểm là 30 điểm mỗi lượt. Lượt phản hồi có tổng điểm là 15 điểm. Mỗi giám khảo có tối đa 5 nút like để bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của thí sinh. Nhưng nút like sẽ không có giá trị về mặt điểm số. Kết thúc cuộc tranh biện, đội chơi nào có số điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng. Đó là lượt tranh biện của Trường Tin và bây giờ là lúc mà tất cả chúng ta cũng như khán giả truyền hình đang chờ đợi nhất. Hãy cùng đến với lượt tranh biện đầu tiên với hai đại diện.
thí sinh Thành Phát đến từ đội ủng hộ. Và người sẽ tiếp bạn ở lượt đầu tiên này đến từ đội phản đối, xin mời thí sinh Nam Phương. Vâng, Phát thân mến, bạn cũng là một trong những thí sinh để lại rất nhiều ấn tượng với những màn chiến thắng rất xuất sắc và dẫn điểm. Ngày hôm nay, cá nhân bạn đã chuẩn bị kỹ càng đến đâu? Thực sự thì là hôm nay em đã chuẩn bị khá là kỹ càng cái nội dung mà em cần phải nói. Và em nghĩ rằng là trong trận tranh biện lần này thì em chỉ mong rằng là em không thua thiệt quá nhiều, bởi vì em biết rằng là đối phương của em là một người rất là mạnh. Rất là mạnh, vâng. Và có phải vì thấy đối phương là một đội mạnh là áp lực lớn nhất của bạn không? Dạ, thực sự thì em nghĩ là nó cũng có một phần. Tuy nhiên là khi đối mặt với cả một đối thủ mạnh thì thực sự cái ham muốn càng muốn chiến thắng thì nó càng bộc phát cho em. Vâng, một chàng trai. Cá nhân tôi thấy bạn trưởng thành lên rất nhiều, bạn bình tĩnh hơn khi tiếp nhận các câu hỏi. Và tôi nghĩ đấy cũng sẽ là một lợi thế khi bạn tham gia phần tranh biện của mình. Còn Nam Phương thân mến ạ, bạn cảm thấy đối thủ của mình như thế nào? Hôm nay thì bọn em đang được gặp một đội rất là mạnh, đã vượt qua những đối thủ cũng rất là mạnh để đến được vòng chung kết ngày hôm nay. Chính vì thế em cũng cảm thấy hơi lo lắng, không biết là liệu mình có thể nói tốt hơn so với bạn ý hay không ạ? Cả hai bạn đều rất tự tin, đó là điều mà chúng tôi muốn lắng nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn sẽ là những người đại diện tham gia lượt đầu tiên. Ở lượt đầu tiên, xin nhắc lại, chúng ta có 3 phút cho mỗi đội. Và ở lượt này chúng ta không có quyền đặt câu hỏi. Các bạn đã sẵn sàng đúng không ạ? Và bây giờ, trong trận chung kết của Trường Tin 2018, lượt đầu tiên bắt đầu. Đầu tiên, tôi xin được cung cấp cấu trúc phần trình bày của tôi. Đầu tiên, tôi sẽ được cung cấp cho bạn hiện trạng. Tiếp theo, tôi sẽ cung cấp bạn mục đích và một số định nghĩa cơ bản. Và sau đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn cơ chế hoạt động của chính sách này. Và cuối cùng là sẽ là hệ thống luận điểm của chúng tôi. Theo như tâm lý tội phạm, những nhóm đối tượng bỏ học bao giờ cũng có tỷ lệ sa đào những vấn đề như tệ nạn xã hội, bị lừa đảo cao hơn những nhóm mà có học thức cao. Mục đích của chúng tôi đến ngày hôm nay là để tạo nên một nền giáo dục bền vững lâu dài, từ đó giúp phát triển nền giáo dục, đạt được những bước tiến, thành tựu, sự đột phá trong nền giáo dục. Tôi xin được phép cung cấp một số định nghĩa cơ bản như sau. Phổ cập là quá trình tổ chức để mọi công dân đều được học tập và đạt được một trình độ nhất định. Cho phổ thông là ngoại hình đào tạo dành cho lứa tuổi từ 15 đến 18 với mục tiêu là tiếp nối những kiến thức đã học trước và quan trọng nhất là mang tính định hướng nghề nghiệp. Khi thực hiện chính sách này, tôi hiểu là các bạn sẽ đặt ra cho chúng tôi những câu hỏi như là cái chính sách này liệu nó có khả thi, liệu nó có hiệu quả hay liệu nó có quan trọng. Và ngay bây giờ tôi sẽ chứng minh rằng là chính sách này hoàn toàn phù hợp, hoàn toàn thỏa mãn tất cả những yếu tố trên. Để thực hiện chính sách này, tôi xin đưa ra cơ chế sau. Cơ chế này gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chúng tôi sẽ huy động vốn và hướng đến nhiệm vụ xây dựng và phát triển đầu tư phổ cấp trung học phổ thông. Tôi đặt ra mục tiêu hoàn toàn giai đoạn này trong 5 năm. Trong giai đoạn này, huy động vốn nhà nước, chúng tôi sẽ huy động vốn nhà nước, nước ngoài FDI vào đầu tư giáo dục. Hiện nay, ngân sách đầu tư cho giáo dục của Việt Nam đang đứng đầu của Đông Nam Á. Điều này đã khẳng định cái tính khả thi của chính sách này. Sau đó chúng tôi sẽ cải tiến hệ thống sư phạm, nâng cao chất lượng giáo viên và sẽ có những hậu thuẫn về mặt kinh tế, khuyến khích cho họ đi dạy các vùng sâu vùng xa. Giai đoạn thứ hai là một trong những giai đoạn quan trọng nhất, chúng tôi sẽ thí điểm và chúng tôi sẽ thực hiện giai đoạn này trong 5 năm. Chúng tôi sẽ thay đổi hệ thống giảng dạy bằng việc xây dựng tổ hợp các môn. Học sinh bây giờ chỉ cần học từ 3 đến 5 môn theo tổ hợp. Đây là một hệ thống giáo dục đang được nhiều nước như Singapore đã áp dụng và nó mang tính thiết thực, mang tính định hướng nghề nghiệp hơn. Trong giai đoạn này chúng tôi cũng sẽ thí điểm phổ cập ở một số các tỉnh đồng bằng và chúng tôi sẽ bước đầu xây dựng những trường học cung cấp và các điều kiện cơ sở vật chất tối thiểu cho những tỉnh vô cùng nghèo khó. Giai đoạn thứ ba là chúng tôi sẽ thực thi chính sách. Trong giai đoạn này chúng tôi sẽ thực hiện công tác vận động tuyên truyền về tầm quan trọng của trung học phổ thông và chúng tôi sẽ miễn phí những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Và quan trọng nhất, trong từng giai đoạn chúng tôi sẽ tiếp nhận những lời thông tin, những lời đánh giá ý kiến để chúng tôi kịp thời đưa ra các giải pháp sửa đổi. Điều này sẽ bảo đảm tính hiệu quả chính sách của tôi. Tính quan trọng của chính sách chúng tôi chứng minh qua hệ thống 2 luận điểm sau. Luận điểm nhất, tầm quan trọng của chính sách này đối với các em học sinh, và luận điểm thứ hai, tầm quan trọng chính sách này đối với xã hội. Trong luận điểm nhất, chúng ta hiểu rằng lứa tuổi từ 15 đến 18 đang dần định hình nhân cách và chính vì vậy nó có sự bất ổn về mặt sinh lý và tư duy nhận thức cũng chưa được hoàn thiện. Ở trong độ tuổi này là một độ tuổi rất là cần thiết để chúng ta cần phải được giáo dục về mặt nhân cách. Một ví dụ thể hiện nhất ủng hộ cho luận điểm của chúng tôi đó chính là gần đây ở một vụ việc một nhóm thanh niên độ tuổi từ 15 cho đến 20 tuổi đã chặn cầu, cướp lắp và bóc lột những người đi đường giao thông. Họ còn livestream trên mạng xã hội để họ khoe mẽ rằng đây là tao ngầu. Điểm chung của họ là họ đều bỏ học từ rất sớm và đây chính là hiệu quả của việc chúng ta không được giáo dục. Chính vì vậy, việc phổ cập cho phổ thông là vô cùng quan trọng bởi vì nó không chỉ nâng cao nhận thức của học sinh mà còn giúp học sinh có những kiến thức, kỹ năng thiết yếu trong cuộc sống. Qua những điều mà bạn vừa nói, tôi có thể nhận ra rằng những cái đối tượng mà bạn đang đề cập đến nó rất là nhỏ và không phải là toàn diện.
chính sách này được đề ra không chỉ hướng đến những học sinh bỏ học trung học phổ thông, bởi vì sao? Bởi vì họ không có đủ kinh tế, họ không có đủ kiến thức, khả năng để tiếp tục đi theo con đường giáo dục trung học phổ thông hiện nay ở Việt Nam. Các bạn có một cơ chế để phát huy chính sách của các bạn. Tuy nhiên, tôi cho rằng điều này không khả thi, bởi vì cái việc huy động vốn, nó không phải là cứ huy động vốn là bạn sẽ có vốn để đầu tư vào nền giáo dục hiện nay ở Việt Nam. Và để thay đổi thành một hệ thống tổ hợp thì tôi cho rằng điều này không hề phù hợp, bởi vì các bạn đang hướng đến số đông, nhưng mà các bạn lại đặt ra một cái chính sách dễ dàng và hướng đến phần ít để họ có thể được tiếp tục phát triển. Sau đây, đến với kiến nghị này, tôi xin được trình bày hệ thống luận điểm của chúng tôi và phần phản biện sẽ được lồng luôn trong luận điểm của chúng tôi. Chúng tôi có hai luận điểm chính. Luận điểm thứ nhất của chúng tôi là việc phổ cập giáo dục trung học phổ thông ở Việt Nam sẽ làm mất cơ hội phát triển và thể hiện khả năng của học sinh. Và luận điểm thứ hai của đội chúng tôi là việc phổ cập giáo dục trung học phổ thông ở Việt Nam sẽ là một sự đầu tư lớn nhưng lỗ vốn. Sau đây, tôi xin được làm rõ luận điểm thứ nhất của đội chúng tôi. Đầu tiên, tôi xin được định nghĩa khả năng của học sinh là gì. Đó là những khả năng bẩm sinh hoặc trong quá trình học tập và phát triển, rèn luyện mà có được, như về hội họa, âm nhạc, nấu ăn. Vì sao cái việc phổ cập này lại làm mất cơ hội phát triển khả năng của học sinh? Chúng ta có thể thấy, hiện nay nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp cấp 2, họ có rất nhiều sự lựa chọn. Họ có thể tiếp tục học lên cấp 3, họ có thể đi làm luôn, hoặc thậm chí họ có thể học vào các trường nghề, các trường nghệ thuật để phát triển khả năng theo một hướng thích hợp hơn. Và khi các bạn phổ cập giáo dục trung học phổ thông theo chính sách của các bạn thì tất cả những học sinh cấp 2 họ bắt buộc phải tiếp tục học chương trình giáo dục trung học phổ thông. Học sinh phải học đủ 13 môn học theo như cái chính sách giáo dục hiện nay ở Việt Nam. Những kiến thức hàn lâm, độ khó cao, dàn trải mà không chuyên sâu một lĩnh vực nào hết. Điều đó khiến học sinh không có được một môi trường phát triển theo đúng hướng nhất và họ không được định hướng rõ ràng về nghề nghiệp. Họ phải học với một tâm lý đối phó, không còn đam mê, cố học cho xong, học rồi quên. Đó là một lối học thụ động không giúp ích cho học sinh, khiến họ lãng phí 3 năm học mà không học được điều gì hết. Mọi người ai cũng khác nhau, vậy tại sao các bạn cứ phải cố gắng để họ vào một cái khuôn khổ nhất định để đánh giá họ theo một cái hướng nhất định đấy? Hơn nữa, không chỉ làm lãng phí mất cơ hội phát triển khả năng mà còn khiến cho học sinh mất đi cơ hội thể hiện khả năng của học sinh. Chúng ta có thể thấy hiện nay rất nhiều công ty, trường đại học lớn tuyển sinh viên, nhân viên dựa vào tấm bằng cấp 3, bởi vì tấm bằng cấp 3 đấy chỉ dành cho những ai tốt nghiệp được cấp 3 và không phải là ai cũng có. Và việc phổ cập giáo dục này sẽ khiến cho tất cả những học sinh họ đều có được một tấm bằng, khiến cho trong mắt các nhà tuyển dụng ai cũng như ai, không có người giỏi và người kém. Chính vì thế khiến cho tấm bằng cấp 3 này mất đi giá trị, khiến cho học sinh phải học thêm, chạy đua vào đại học để được lấy thêm một tấm bằng nữa để thể hiện bản thân của mình. Chính vì thế khiến họ tốn thêm rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Xin hết nói mình ở đây. Cảm ơn Thành Phát và Nam Phương. Các bạn chắc hẳn lúc này đang thở phào nhẹ nhõm, đúng không ạ? Bởi vì đứng ở vị trí của người thứ nhất chắc chắn là có rất nhiều áp lực. Khi mà các bạn bắt đầu phần thi này, tôi cũng hồi hộp không kém. Tôi rất mong muốn các bạn sẽ trình bày một cách suôn sẻ, trôi chảy. Và các bạn đã làm được điều đó. Bây giờ chúng ta chỉ còn chờ đợi xem phần đánh giá của ban giám khảo sẽ như thế nào. Có lẽ đây là phần lắng nghe và chờ đợi hồi hộp nhất trong số các trận các bạn từng tham gia, đúng không ạ? Và người đầu tiên, xin mời chị Uyên ạ. Chị rất là chúc mừng cả hai đội ngày hôm nay, tại vì phần mở đầu của cả hai đội ngày hôm nay rất là tốt. Lý do mà chị sẽ dành 10 điểm của mình cho một trong hai đội đó là bởi vì thứ nhất, cái sự bồi đắp thông tin của em ấy nó khá là vững và nó khiến cho chị có thể hiểu rõ ràng về cái chủ đề ngày hôm nay. Chỉ có một cái điều hơi tiếc cho em một tí, đó là đi đến cái luận điểm của mình thì bạn này lại thiếu lặp lại cái luận điểm của mình liên quan lại đến vấn đề phổ cập giáo dục, tại sao phổ cập giáo dục lại ảnh hưởng đến đúng cái nhóm đối tượng này. Còn đội mà chị sẽ không cho điểm 10 của mình đó là đội mà phản biện vẫn chưa được tốt lắm, vẫn chưa có được mạnh lắm. Và khi mà chị nói đến đây thì chị nghĩ là nó cũng khá là rõ một tí với mọi người là chị sẽ dành điểm 10 của mình cho trường Quang Trung ngày hôm nay. Với mỗi điểm 10 được cho ngày hôm nay chắc chắn sẽ kèm theo rất nhiều tràng pháo tay và sự mừng rỡ, bởi vì các bạn sẽ tạm dẫn trước một chút. Bây giờ hãy lắng nghe ý kiến của giám khảo Walter Yu. Điều mà tôi thực sự thích ở lượt mở đầu này là cả hai đội rất rõ ràng về điều mình muốn. Về phía đội ủng hộ, tôi nghĩ đây là cấu trúc bài nói rõ ràng và thấu đáo nhất của các bạn từ đầu cuộc thi đến giờ. Và tôi nghĩ rằng điều này rất đáng được trân trọng. Tuy vậy, tôi nghĩ cả hai đội vẫn cần làm tốt hơn, đặc biệt là trong một trận tranh biện quan trọng như thế này. Ở đội ủng hộ, mặc dù có cấu trúc tốt, nhưng bạn cần cẩn thận hơn trong việc quản lý thời gian. Bạn bắt đầu trình bày luận điểm hơi muộn,
Bởi vậy chúng tôi khó có thể nắm bắt được đâu là ý quan trọng mà bạn muốn hướng đến trong lượt nói này. Về phía đội phản đối, tôi rất thích một số ý tưởng của bạn. Ví dụ như giáo dục ở bậc trung học phổ thông sẽ mất đi giá trị khi mà ai cũng được học. Nhưng bạn cần phải rất cẩn thận khi phần phản biện của bạn nằm trong chính luận điểm. Khi đó, bạn cần chỉ ra cho chúng tôi đâu là phần phản biện trong luận điểm mà bạn đang trình bày. Bởi vì vậy, rất khó để biết khi nào thì bạn đang phản biện lại đội ủng hộ. Với vai trò là người nói đầu tiên của đội phản đối, đó là một việc rất quan trọng mà bạn cần phải làm. Bởi vậy, tôi dành 10 điểm đầu tiên cho đội ủng hộ. Thêm 10 điểm nữa đã được dành cho đội ủng hộ. Và bây giờ chỉ còn lại một vị giám khảo và một điểm 10 nữa sẽ được dành cho đội nào đây? Xin mời chị Cúc Hà. Cô thấy cả hai con đều bắt đầu rất là tốt. Điều cô thích ở đội ủng hộ đó là cấu trúc của con đưa ra được rất là rõ ràng theo từng giai đoạn. Và một điều rất là khoa học đó là con có những cái dữ liệu thống kê để con có thể là làm rõ hơn về cái luận điểm của mình. Đối với cả đội phản đối thì cô thấy là giọng của con rất là rõ ràng, rất là nhẹ nhàng và con tranh biện rất là văn minh và con cũng đã đưa ra được những phản biện. Tuy nhiên có lẽ là cái đang còn yếu ở chỗ con đó là những cái ý tưởng tranh biện của con nó hơi chủ quan và nó chưa được có những cái minh chứng rõ ràng bởi những cái số liệu thống kê hay là những cái lập luận. Vì thế cho nên là có lẽ cô vẫn dành điểm 10 cho đội ủng hộ. Chúng ta có lượt thứ nhất đã kết thúc với một lợi thế tuyệt đối dành cho đội ủng hộ trường Trung học phổ thông Quang Trung Đống Đa Hà Nội. Và cho dù đội phản đối, Nam Thương thân mến, cho dù bạn không giành được điểm nào ở lượt của mình nhưng không sao cả, bạn vẫn đã làm rất tốt và hãy tự tin để cho người thứ hai tiếp tục nhiệm vụ của mình. Xin cảm ơn hai bạn, các bạn đều đã làm rất tốt. Hãy quay trở về vị trí mình vừa nãy. Và quý vị khán giả truyền hình thân mến, ngày hôm nay chung kết của trường tin chắc chắn sẽ còn rất nhiều những màn tranh biện vô cùng hấp dẫn. Chính vì thế đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút. Luôn giữ vững sự bình tĩnh và điềm đạm, Thành Phát đã mang về lợi thế không thể tốt hơn cho Trung học phổ thông Quang Trung trong trận đấu quan trọng nhất này. Ở phía đối thủ, dù đã cố gắng hết sức nhưng Nam Phương vẫn phải tay trắng khi kết thúc lượt thi đấu. Giành được 30 điểm tuyệt đối sau lượt 1, Trung học phổ thông Quang Trung Đống Đa liệu có được tiếp thêm sự hưng phấn? Còn Trung học phổ thông Chu Văn An có vượt qua được áp lực tâm lý để lấy lại thế trận hay không? Hãy cùng tiếp tục theo dõi lượt thứ 2 của trận chung kết Trường Tin 2018. Chào mừng quý vị đã cùng với chúng tôi đến với chương trình Trường Tin 2018. Lượt thứ 2 sẽ chào đón sự quay trở lại sân khấu này của hai thí sinh cũng rất cá tính. Đến từ đội ủng hộ, chúng ta sẽ cùng chào đón thí sinh Ngọc Khánh. Và đến từ đội phản đối, chúng ta sẽ được gặp gỡ với chàng trai duy nhất của đội. Xin mời bạn Tuấn Hưng. Tôi sẽ có một cái chia sẻ cá nhân như thế này. Có lẽ đây là lượt mà tôi sẽ mong chờ nhất. Hai phong cách đối với tôi thì hơi trái ngược nhau một chút. Hưng là một người luôn luôn thể hiện một chất giọng rất mạnh mẽ, ngôn ngữ cơ thể rất mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Khánh một người tự tin không kém, nhưng luôn luôn thể hiện là một người rất bình tĩnh, điều khiển tốc độ và thời gian tốt. Khánh thân mến, bạn có tự tin là mình có thể lấy được điểm trước Hưng không? Thật sự thì chắc là mọi người cũng biết là anh Hưng là một người bậc sinh vô cùng mạnh luôn đấy ạ. Anh ấy có một cá tính rất là rõ ràng, anh ấy kiểu rất là mạnh mẽ ạ. Nhưng mà em nghĩ là đối với em ạ, em một người khá là dịu dàng. Em mong là cái sự dịu dàng của em có thể phần nào đó xoa dịu đi cái phần nóng gắt của anh ấy ạ. Đối thủ vừa dành một từ cho bạn mà tôi nghĩ nhá, là nhiều thí sinh của trường tin cũng có suy nghĩ giống như vậy, là mình sẽ dùng một từ mà dạo này các bạn hay dùng đấy, đó là bạn Hưng là một người khá gắt đấy. Và các bạn biết không, nếu như mà tôi đã từng thử là không biết có thể dẫn chương trình với phong cách thể hiện của bạn Hưng được không, nhưng mà tôi phát hiện ra là tôi không thể nào mà có những động tác tay mạnh mẽ kèm theo thái độ mà nó quyết liệt giống như bạn ấy được. Cho nên là bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đợi lượt này. Hai bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Và chúng tôi cũng đã sẵn sàng để lắng nghe các bạn chia sẻ. Lượt tranh biện thứ hai của trường tin bắt đầu. Thank you.
Đầu tiên tôi xin đưa ra cấu trúc bài nói của mình. Phần thứ nhất, tôi sẽ phản biện những luận điểm của các bạn. Phần hai, tôi xin củng cố luận điểm của đội tôi. Phần thứ ba, tôi sẽ chứng minh luận điểm mới của đội mình. Đầu tiên, như người thứ nhất của các bạn đã nói, chính sách của chúng tôi làm mất đi cơ hội, làm lãng phí 3 năm học của họ. Tôi có hiểu ý bạn, nhưng tôi nghĩ bạn đã hiểu nhầm của chúng tôi rồi. Thứ nhất, chúng tôi yêu cầu tất cả các bạn học sinh đi học, nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo được sự tự do trong việc lựa chọn hướng đi. Không chỉ dừng lại ở đó, mà chúng tôi còn trao cho họ nhiều kiến thức, nhiều kỹ năng để họ có thể tiếp cận với nhiều nghề nghiệp khác nhau. Ví dụ, chúng ta ở đây có hai nghề nông dân, một người chỉ biết cày cuốc, chỉ biết trồng trọt, còn người kia sau khi họ ở trung học phổ thông, họ sẽ học cao hơn nữa, thì cái điều họ sẽ biết là gì? Đó chính là họ biết cấy gen, họ biết nhân giống lúa, họ biết là biến đổi gen và từ đó thì sao? Ta có thể thấy rõ ràng rằng cái người nông dân biết biến đổi gen đó sẽ có năng suất làm việc hiệu quả cao hơn hoàn toàn. Vậy thì đặc điểm chúng tôi đã gì? Đó chính là chúng đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiếp theo, sẽ bạn đặt nặng lên việc bằng cấp và thậm chí các bạn nói về việc học đủ 13 môn. Và đó chính là lý do tại sao những lần trước chúng tôi phổ cập thất bại. Bởi vì nội dung giảng dạy cũ nó quá nặng về mặt học thuật, nó quá nặng bởi vì chúng ta học để thi cử, nó thiếu tính thực tế và những gì chúng ta học không đi đâu với thực hành. Nhưng chính vì vậy, trong người một chúng tôi đó, chúng ta đã nêu ra một cơ chế, đó chính là chúng ta thay đổi cái nội dung giảng dạy, chia ra những ban tổ môn. Các bạn có thể thấy đó, chương trình mới, kiến thức về cơ bản chính là xoay quanh con người, gắn liền với cuộc sống. Chúng tôi tập trung phát triển các kỹ năng mềm và đặc biệt là chú trọng vào tiếng Anh. Vậy thì đó, khi phổ cập chương trình mới, chúng tôi đã mang đến một hệ thống giáo dục tối ưu nhất cho nhiều người nhất có thể. Và tôi xin củng cố luận điểm một chút cho người một nữa. Người một chúng tôi có lẽ đã hơi quên một chút khi anh không giải thích sau những luận điểm của chúng tôi nó lại ảnh hưởng đến phổ cập. Bởi vì độ tuổi từ 15 đến 18, đây là một độ tuổi con người rất dễ bị sa đà, rất dễ bị lệch lạc hướng đi. Và điều đó chính là lời giải thích chúng tôi tại sao điều này quan trọng. Bây giờ tôi xin củng cố luận điểm một. Bên cạnh đó, mục tiêu của giáo dục là hướng đến đào tạo cho con người có đầy đủ về mặt kỹ năng, kiến thức, thái độ. Những kiến thức ở bậc trung học cơ sở chỉ đang cung cấp một nền tảng kiến thức cơ bản. Và quan trọng hơn, những kiến thức đó nó hướng đến đối tượng là trẻ em. Còn đối với vị thành niên, chúng ta cần những kiến thức khác, đặc biệt là trung học phổ thông khi là bao gồm cả chương trình hướng nghiệp, càng cần nhiều kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thích ứng với các môi trường khác nhau, khả năng chịu áp lực để từ đó chúng ta có thể đảm bảo một tương lai làm việc tốt hơn. Và không những vậy, chúng tôi mang đến cho họ những bài học về thái độ để họ làm sao để họ có thể cải thiện được những mối quan hệ của mình. Và đây chỉ là những kỹ năng vô cùng cần thiết đối với bất kỳ học sinh nào để họ có thể thành công trong công việc và lẫn cuộc sống. Chúng tôi tin rằng điều này chắc chắn sẽ được thực hiện rất hiệu quả thông qua chương trình phổ cập giáo dục trung học phổ thông của chúng tôi. Và tiếp theo tôi xin bước sang luận điểm 2, tầm quan trọng của chính sách đối với xã hội. Các bạn có thể thấy chính vì chính sách của chúng tôi là mang lại lợi ích cho một cá nhân học sinh trung học phổ thông như người một chúng tôi đã chứng minh vô cùng rõ ràng. Và điều đó là sao? Điều đó sẽ dẫn tạo ra một xã hội có mặt bằng dân trí cao hơn. Khi ở trong xã hội như vậy, con người sẽ có động lực để cố gắng phấn đấu để phát triển bản thân, để mình không tụt lại so với mọi người xung quanh. Ví dụ tôi sẽ lấy một vị vô cùng rõ ràng, Singapore là một quốc gia có nền giáo dục nằm trong top đầu Đông Nam Á. Bởi vì tại sao? Tất cả dân họ đều rất giỏi. Từ đó đến mỗi người họ phải có ý thức cải thiện bản thân để khiến cho đất nước của họ phát triển hơn. Và tiếp theo, khi lên trung học phổ thông, ta được học về cái gì? Đó chính là về giáo dục công dân, học về pháp luật. Ta sẽ biết tôn trọng những quy tắc luật lệ. Khi đó thì ta sẽ trở thành những công dân tốt. Hệ quả của nó là gì? Nó sẽ đảm bảo an toàn, trật tự an ninh cho xã hội, tạo ra một xã hội hòa bình và ổn định. Không những vậy, khi phổ cập giáo dục, ta đã góp phần kết nối con người lại với nhau, tạo ra những môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần tạo ra những công dân toàn cầu, một xã hội gắn kết nơi mà mọi người hiểu, thông cảm và tôn trọng lẫn nhau. Tôi xin phép được dừng lại tại đây. Trước hết, em xin phép được nêu ra giáo dục của Việt Nam hiện nay đang gặp vấn đề gì, và qua đó chúng em xin phép được nêu ra rằng giáo dục cấp 3 hiện nay cần phải làm gì. Thì mọi người có thể thấy rằng giáo dục cấp 3 hiện nay đang rất là khó, có kiến thức chuyên sâu. Nhưng mà giáo dục cấp 3 thực ra để làm gì? Em đồng ý với bạn rằng một, đó chính là về kiến thức và nhân cách. Nhưng theo em, giáo dục cấp 3 còn một cái rất quan trọng nữa, đó chính là phân loại học sinh và để cho học sinh có một kiến thức rõ hơn để vào đại học. Tại vì sao? Cấp 3 chính là nền móng tối nối tiếp cho cái nền của cấp 2, cũng như là đặt cho học sinh một cái nền móng vững chắc để cho họ bước vào đại học. Chính vì vậy nên nếu như mà trong cái xã hội, nếu như mà trong đất nước Việt Nam mà không có cái sự phân loại khi mà học cấp 3 này thì sao? Thì cái nhân công của chúng ta sẽ không còn được đặt vào đúng chỗ nữa, và khi ấy thì xã hội năm chúng ta sẽ không còn phân cấp nghề, sẽ không còn những người làm việc này người này làm việc kia, và khi ấy thì cái xã hội chúng ta làm xã hội đồng đều và không có một ai có thể làm được sự việc của mình cả. Tiếp theo em sẽ được nói về cái chiến lược của bọn em ngày hôm nay. Thứ nhất là bọn em sẽ chứng minh cái ý tưởng mạnh nhất của bên bạn, tức là ý tưởng về tệ nạn đó ạ, thì các bạn ấy sẽ không đạt được. Và tiếp theo bọn em sẽ chứng minh cái ý tưởng của bên đội em, đó chính là ý tưởng của bên đội em thì bọn em sẽ có thể có ý tưởng khác, đó chính là về cái sự bằng cấp mà các bạn tránh bạn
chưa phản biện. Và thứ hai là bạn sẽ chứng minh rằng cái ý tưởng của bọn em về sau có thể giải quyết hoàn toàn vấn đề tệ nạn của các bạn. Tiếp theo em sẽ phải phản biện luận điểm 1 các bạn là như sau. Thứ nhất, các bạn ấy bảo rằng tệ nạn đúng không? Nhưng mà bạn em sẽ phải nói rằng nếu như mà có một đứa trẻ mà chúng nó mang ma túy vào trong lớp học của chúng nó, xong rồi chúng nó đưa cho đứa trẻ khác sử dụng và những đứa trẻ đấy chẳng may chúng nó không biết thì sao? Cái bản thân tất cả đứa trẻ học sinh trong cái lớp học đấy cũng sẽ bị nghiện ma túy theo. Và chúng ta có thể thấy rằng trong thứ mà tôi không nhận, và chúng ta có thể thấy rằng nếu như mà chúng ta sử dụng cái việc này để làm mục tiêu để mà chúng ta giành kết nạn, thì thực ra chúng ta làm cho đứa trẻ khác bị tệ nạn theo. Và kể cả mà còn tệ hơn đấy là nếu như mà chúng ta tụ tập một cái nhóm học sinh mà đều nghiện ma túy, đều thích chơi cờ bạc và với nhau một nhóm, thì chúng ta tụ tập lại và bên ngoài chúng ta có thể phá xã hội của chúng ta, vì chứng tỏ rằng cái kia các bạn không thể thành công được, và chúng ta có thể làm tệ hơn. Tiếp theo đó chính là chúng tôi tin rằng cha mẹ có trách nhiệm và có khả năng chăm sóc cũng như khả năng quản lý những cái vấn đề tệ nạn học sinh tốt hơn. Tại vì sao? Giáo viên trong lớp, một người giáo viên phải quản lý tới 40 đến 50 nghìn học sinh, thì làm sao mà có thể làm tốt được bằng một bố mẹ có thể ở nhà và chăm sóc con cái, hiểu con cái của mình và chăm sóc một đối với con cái của mình. Và chúng em tin rằng nếu như mà đứa trẻ ở nhà thì chúng nó có thể giải quyết được vấn đề tệ nạn của chúng nó tốt hơn rất nhiều so với việc mà đưa lên trên trường lớp và như thế bố mẹ không thể được. Xin mời bạn. Tại sao bạn cho rằng việc ở nhà sẽ giải quyết vấn đề tốt hơn? Khi ở nhà, khi nó không được đối mặt với xã hội thì nó sẽ không biết ngoài kia có cái gì cả. Nếu như chúng nó không biết ngoài kia có cái gì thì tại sao chúng lại bị tệ nạn thưa bạn? Bạn có thể công sự mâu thuẫn trong lời nói của bạn không? Tiếp theo chúng tôi sẽ phép được nói về kể cả nếu như mà cái việc phản biện của tôi là không thành công, thì chúng tôi sẽ phép được chứng minh cái việc mà chúng phổ cập trường nghề sẽ có thể giải quyết hoàn toàn với bạn. Tại vì sao? Khi mà chúng ta phổ cập trường nghề cho những cái người mới là người nào, là những người mà khi mà không phổ cập thì họ sẽ không đi học, thì cái việc mà chúng ta phổ cập trường nghề có thể mang lại cho họ một cái môi trường tốt hơn và họ vẫn có thể giải quyết vấn đề tệ nạn của các bạn. Và tiếp theo anh sẽ được trình bày luận điểm 2 của mình, đó chính là việc phổ cập cấp 3 là một việc đầu tư quá lớn nhưng nó lại lỗ. Tại sao là việc đầu tư lớn ạ? Tại vì em sẽ vẫn nói đến ba nhóm đối tượng chính. Thứ nhất nhà nước, thứ hai bộ giáo dục và thứ ba là học sinh. Thứ nhất với nhà nước thì sao? Nhà nước thì họ phải xây trường, họ phải thuê giáo viên, họ phải cải thiện cơ sở vật chất, và bọn em cứ tính nôm na ra, tính ngót nghét ra thì ít nhất cũng phải một ngôi trường phải mất tới hàng trăm tỷ đồng. Và tiếp theo đó là bộ giáo dục, thì bộ giáo dục phải thay đổi toàn bộ chương trình giáo khoa để theo các bạn. Và cứ có thể một số liệu rằng từ năm 2014 đến nay thì bộ giáo dục có thể là tiêu đến 778,8 tỷ đồng cho cái việc thay đổi bộ sách giáo khoa này, và có thể rằng điểm vô cùng tốn kém. Tiếp theo đối với học sinh thì sao? Học sinh phải trả tiền đi học, phải trả tiền mua sách vở, mua đồng phục, và tính nôm na ra thì chúng nó sẽ phải mất tới 400 đến 500 nghìn một đồng một tháng, và số tiền này với đặt trong hoàn cảnh người nghèo là vô cùng lớn. Và nếu bọn có thể nghĩ rằng nếu như mà chính sách này mà không thành công thì chúng nó sẽ bị thất bại vô cùng thê thảm, đó chính là nợ xấu của nước ngoài cũng như bản thân chúng nó sẽ không có tiền để ăn học nữa. Tiếp theo bọn em sẽ nói rằng tại sao đây là một đầu tư lỗ đối với những người mới, thì sao chúng nó sẽ không học được gì? Những điều của chúng em đã chỉ ra là cái sự thụ động. Và tiếp theo đó chính là chúng nó sẽ có những cái thói gian lẫn cái sự khó chịu, và điều này bọn em tin rằng nó sẽ ảnh hưởng đến nhân cách của chúng nó. Và thì sao thì trí thức của nó sẽ giữ nguyên, nhân cách của chúng nó sẽ bị giảm và chúng còn tốn thời gian hơn nữa. Nhưng mà những người cũ thì sao? Khi mà chúng nó phải đối mặt với chương trình phổ cập toàn dân như thế thì kiến thức nó rất là dễ và kiến thức nó không có sự phân loại nào. Và như chúng mẹ nói rằng nếu như mà kiến thức không có sự phân loại nào thì cái xã hội lại còn đi đến đâu? Và thì nó vừa ảnh hưởng đến người mới mà nó vừa ảnh hưởng đến người cũ. Và chúng ta rằng một xã hội mà vừa ảnh hưởng đến người mới vừa ảnh hưởng đến người cũ thì không thể một xã hội phát triển được. Và điều đó sẽ rằng bạn sẽ không phản ứng như này. Cha cha, tôi nghĩ rằng là lượt này mang lại rất nhiều cảm xúc cho khán giả tại trường quay và cả khán giả truyền hình. Với tôi, đây là một màn rất cân sức, nhưng với ban giám khảo thì sao? Hãy cùng chờ đợi. Người đầu tiên, xin mời chị Cúc Hà. Phần tranh biện rất là nảy lửa và cả hai con thì đều đúng là đã thể hiện được cái phong cách của mình rất là tự nhiên với cả bản thân mình và đưa ra được những cái lập luận rất là rõ ràng, sáng tỏ. Có thấy ví dụ như là bên đội phản đối có lẽ là lập luận chưa được logic hoặc là nó hơi đi ngược với nhau. Ví dụ như ý đầu tiên con còn nói là đi học có thể là sẽ gây lên cái chuyện là tệ nạn ở trong lớp, thì cô nghĩ là có lẽ là nó hơi chủ quan. Trong cái ngôn ngữ của con ý, có cái là khi tranh luận ý, đôi khi là con nhiệt huyết quá, cho nên là con dùng những cái từ ví dụ như là chúng nó rồi thói gian lận, những cái từ mà cô cảm giác là mình có thể dùng nó mềm mỏng hơn mà vẫn có thể truyền tải được ý của mình. Đối với cả đội ủng hộ, một cái lợi thế của các con đó là các con đưa ra được cái lý lẽ của mình, bên cạnh là những cái giải pháp hỗ trợ cho cái lý lẽ đấy. Cân nhắc cả hai hướng như thế này thì cô vẫn sẽ dành điểm 10 cho bên đội ủng hộ. Cảm ơn chị Cúc Hà. Và bây giờ hãy cùng lắng nghe những lời nhận xét của giám khảo Wonder You. Xin mời anh. Tôi cũng nghĩ rằng có một vài điểm mà cả hai đội cần làm tốt hơn. Một điều mà cả hai đội cần cẩn thận là việc bỏ sót những ý mà người nói trước đã đưa ra. Có những vấn đề mà người trước của đội phản đối đưa ra nhưng đội ủng hộ chưa giải quyết được. Tương tự, cũng có vấn đề mà đội ủng hộ đưa ra nhưng đội phản đối chưa đề cập đến.
Tuy vậy, điều tôi thích ở lượt này về phía đội phản đối là đào sâu phần phản biện, ít nhất là với những phần phản biện mà bạn đã nêu lên. Tôi nghĩ bạn cũng đã phản biện về tính khả thi trong giải pháp của đội ủng hộ. Một điều mà bạn cần cẩn thận là đừng để toàn bộ cấu trúc của đội mình dựa vào những điều mà đội ủng hộ nêu lên và cơ chế nó xảy ra. Bởi nếu bạn làm như vậy, họ chỉ cần chứng minh điều đó có thể xảy ra trong thực tế và tự nhiên, bạn thua trận tranh biện này. Bạn cần phải rất tập trung vào những luận điểm chính mà đội ủng hộ còn rất nhiều điều cần đưa ra. Về phía đội ủng hộ, tôi đồng ý với các giám khảo khác rằng bạn là người nói rất rõ ràng và dễ theo dõi. Và tôi thích cách bạn nói rằng bạn đang đi theo những ý mà người đầu tiên nói và bạn tiếp tục phát triển luận điểm đó. Tôi thấy bạn rất thông minh khi làm như vậy. Bởi vì thế, tôi dành 10 điểm cho đội ủng hộ. Chúng ta có một khoảng cách khá lớn tại thời điểm hiện tại. Số điểm của đội ủng hộ là trường Trung học phổ thông Quang Trung Đống Đa Hà Nội đã tăng lên con số 50. Và hiện giờ hãy xem điểm số mà chị Uyên cho ở lượt này thậm chí có thể quyết định luôn thắng thua của cả trận. Vâng, xin mời chị Uyên ạ. Đối với đội ủng hộ, em rất là thông minh khi mà em đưa ra một cái chính sách rất là hay, rất là toàn diện như vậy. Tuy nhiên ấy, khi mà em sa đà vào cái chính sách đó, em tạo ra cái chính sách toàn diện như vậy á, em đã chứng minh đủ là cái chính sách của em sẽ thực hiện được hay không. Bởi vì đến giờ phút này chính sách đó vẫn chưa diễn ra. Và cho đến khi nó chưa diễn ra thì nó vẫn sẽ thiếu tính thực tế. Mà trong tranh biện thì tính thực tế và cái tính lý thuyết nó phải đi đôi và nó hòa quyện vào nhau. Hiện tại chị vẫn còn thấy thiếu cái vấn đề đó. Đối với bạn bên đội phản đối, giải pháp của bên đội phản đối hướng đến em nên đưa ra sớm hơn. Tuy nhiên thì chị rất thích đối với những phản biện của em, bởi vì em đã giống như là kiểu em gom hết những cái gì mà đội em chưa kịp nói, em nói ở trong cái luật của mình. Đồng thời thì em chỉ ra rất là rõ với những cái con số rất rõ là nhà nước sẽ bị mất bao nhiêu tiền, Bộ Giáo dục đã phải chi bao nhiêu tiền, xong rồi học sinh sẽ phải đóng bao nhiêu tiền. Những cái vấn đề đó nó vô cùng thực tế, cho nên là ở trong lượt đấu này chị sẽ 10 điểm của mình cho đội phản đối. Vậy là sau lượt thứ hai của trận tranh biện ngày hôm nay, điểm số của hai đội như sau. Đội phản đối các bạn đang có 10 điểm. Và đội ủng hộ xin chúc mừng, các bạn đang dẫn trước với 50 điểm. Cả hai bạn đều đã làm rất tốt, hãy quay trở về vị trí của mình. Và quý vị khán giả truyền hình, vậy là trận đấu của chúng ta vẫn sẽ chưa ngã ngũ chỉ sau 2 lượt. Hãy cùng quay trở lại với trường tin sau ít phút nữa. Trận chung kết dường như đang diễn ra với thế trận một chiều. Trung học phổ thông Quang Trung một lần nữa chứng tỏ rằng vì sao họ lại góp mặt trong trận thi đấu cuối cùng này. Khoảng cách đã lên đến 40 điểm. Phải giành trọn 30 điểm trong lượt nói thứ 3 thì Trung học phổ thông Chu Văn An mới có cơ hội trở thành quán quân của giải đấu. Liệu rằng cô nàng nhỏ bé Quỳnh Mai có thể gánh vác được trọng trách vô cùng lớn lao này? Ngay sau đây sẽ là lượt thi đấu thứ 3. Chào mừng quý vị khán giả đã cùng với chúng tôi quay trở lại với sân khấu của Trường Tin 2018 được phát sóng trên kênh VTV7. Và hiện giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt tranh biện thứ 3. Lượt tranh biện này chắc chắn sẽ là một lượt tranh biện rất nảy lửa khi chúng ta đang có điểm số cách biệt khá lớn, tận 40 điểm. Và hãy xem các đội sẽ thể hiện tốt như thế nào. Liệu chúng ta có thể thấy luôn một chiến thắng hay chúng ta có thể có một màn lội ngược dòng. Sau đây sẽ là đại diện của các đội đến với lượt tranh biện thứ 3. Đến từ đội ủng hộ, xin mời Thanh Vũ. Và đại diện của đội phản đối, xin mời thí sinh Quỳnh Mai. Chúng ta có thể thấy rằng là hai bạn đều là những người có khả năng tập trung rất cao. Đó là theo trí nhớ của tôi. Và đặc biệt là ở phía Vũ, bạn là một thí sinh mà tôi thấy thường xuyên đặt nhiều câu hỏi cho đối thủ của mình. Ngày hôm nay thì đối diện với một cô gái đáng yêu như bạn Mai, bạn liệu có bị hồi hộp không? Thật ra ở trường em cũng có rất nhiều bạn đáng yêu rồi, lên đến đây em không hồi hộp tí nào đâu. Một câu trả lời rất thông minh. Bạn biết không, vừa trả lời như vậy, bạn vừa công nhận là điều tôi nói là đúng, là bạn Quỳnh Mai đáng yêu thật. Và đồng thời bạn có thể nịnh ngay lúc hàng loạt các cô gái Quang Trung đang ngồi sau lưng chúng ta. Và Mai thân mến, nhiều thí sinh của trường tin có nói với tôi rằng là rất thích Quỳnh Mai. Bởi vì sao? Bạn ấy là một người luôn luôn thể hiện được
sự trưởng thành cũng như là sự bình tĩnh ngày hôm nay, tâm lý thi đấu của bạn thế nào ạ? Thực ra thì đến với vòng chung kết ngày hôm nay thì bản thân em cũng thấy khá là lo lắng. Cho đến hai lượt vừa rồi thì có lẽ cái lo lắng đấy nó đã mất đi một phần nào đấy rồi. Vì sao ạ? Em cũng không biết, nó kiểu tâm lý ngược anh ạ. Mà đó là vì là chúng ta bị dẫn xa quá nên đôi khi chúng ta cảm thấy là khá thoải mái ạ. Không còn gì để mất ạ. Không còn gì để mất. Tôi nghĩ là bạn không nên dùng từ như vậy, bởi vì đã từng có những trận tranh biện của trường tin hoàn toàn có thể có một màn lật ngược thế cờ với những cách biệt chiến thắng chỉ 5 điểm. Và tôi nghĩ rằng bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào kết quả đó. Và điều đầu tiên quan trọng nhất đó là bạn phải giành được 30 điểm ở lượt này. Hãy tập trung vào điều đó được không ạ? Và luật của chúng ta ở lượt thứ 3 không thay đổi. 4 phút, mỗi đội có 1 phút để vừa đặt câu hỏi vừa trả lời. Các bạn đã sẵn sàng đúng không ạ? Lượt tranh biện thứ 3 của trường tin bắt đầu. Bài trình bày của tôi sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất nêu ra mâu thuẫn chính của trận đấu. Phần thứ hai phản biện lại những hệ thống luận điểm của các bạn. Và phần thứ ba là củng cố lại hệ thống luận điểm của chúng tôi. Bắt đầu với phần đầu tiên, chúng tôi cho rằng mâu thuẫn chính của hai đội xoay quanh ba yếu tố chính, đó chính là tính khả thi, tính tự do và tính độc nhất. Bây giờ chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi giải quyết mâu thuẫn tốt hơn đội bạn về tính khả thi. Những khó khăn trong các đợt phổ cập trước liên quan đến vấn đề như kinh phí, liên quan đến nhân lực, nội dung chương trình phổ cập và lộ trình phổ cập đều được chúng tôi giải quyết một cách ổn thỏa thông qua cơ chế phổ cập mà người một chúng tôi đã nêu ra một cách rất rõ ràng và bài bản. Thứ hai là về tính tự do, chúng tôi yêu cầu các bạn đi học nhưng vẫn bảo đảm sự tự do trong việc lựa chọn hướng đi trong tương lai. Thậm chí chúng tôi còn cho các bạn học sinh nhiều cơ hội để tiếp cận với các ngành nghề khác nhau thông qua những cái tổ hợp môn khác nhau. Về tính độc nhất, không có cơ chế phổ cập nào mà các bạn được đề ra, và chính vậy vì vậy mà những gì mà chúng tôi nói ra ngày hôm nay, những cơ chế của chúng tôi là độc nhất, là có một và không hai, và quan trọng hơn là cả bạn không làm, không ai làm cả thì ai sẽ là người làm đây, và chỉ có thể chúng tôi là người làm thôi. Và cuối cùng, chính sách của chúng tôi hướng đến một mục tiêu rất cao cả là tạo ra một nền giáo dục bền vững lâu dài, từ đó giúp phát triển giáo dục Việt Nam đạt ra những bước tiến, những thành tựu đột phá trong ngành giáo dục. Qua tất cả những gì tôi vừa nói, tôi khẳng định đội của tôi đã giải quyết mâu thuẫn tốt hơn đội bạn. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần thứ hai là phản biện những luận điểm của đội bạn đưa ra. Bạn bảo chính sách hướng đến một đối tượng nhỏ, nhưng bạn có biết rằng ở Việt Nam có tận 1 triệu người dân tộc thiểu số, và chúng tôi đánh giá đấy là con số không hề nhỏ. Bạn nói rằng chúng tôi không nên quan tâm những phần tử nhỏ ít trong xã hội, nhưng bạn hiểu rằng Việt Nam chúng ta đang hướng đến một quốc gia mà ở đấy công bằng, dân chủ, văn minh. Và chúng tôi cho rằng không, trong một xã hội đang phát triển thì không có ai bị bỏ lại phía sau cả. Tiếp theo, bạn nói rằng bạn bảo trường phổ thông có tận 13 môn học mà không có hướng nghiệp, nhưng bạn đã không nghe kỹ chúng tôi. Chúng tôi bảo rằng chúng tôi thi hành những chính sách để cải tổ lại chương trình giáo dục sao cho nó thực sự là tập trung và khai thác, và nó thực sự là thiết yếu. Lúc đó bản thân chương trình của giáo dục của chúng tôi mang lại tính hiệu quả vì thiết thực. Và khi chúng tôi mang cái sự thiết thực hiệu quả đấy đi phổ cập, phổ biến nó thì đâu có gì là sai. Bạn bảo chúng tôi không huy động được nguồn vốn, nếu tổng 20% GDP của nước ta cũng không là đủ, nếu chúng ta kêu gọi các tổ chức vinh vì thi chính phủ cũng không là đủ, thì chúng tôi có một giải pháp, đó chính là những học sinh thành thị sẽ vẫn đóng tiền học, và con số này chỉ là 80.000 đồng một tháng thôi, nó không quá nhiều nhặt, nhưng mà nó sẽ giảm bớt một phần nào đó cái sự gánh nặng về tài chính của quốc gia. Bạn lấy ví dụ về một đứa trẻ mang ma túy vào lớp, nhưng khi chúng ta đang sống trong một môi trường giáo dục lành mạnh, có thầy cô giáo, có ban giám hiệu, nhà trường quản lý, nếu mà bạn cũng không thể quản lý được thì bạn lấy lý do đâu mà nói rằng một gia đình lại có thể quản lý các học sinh nghĩa tốt hơn được. Cuối cùng là phần thứ ba, củng cố lại hệ thống luận điểm. Luận điểm một của chúng tôi là tầm quan trọng của chính sách đối với từng cá nhân học sinh trung học phổ thông, và luận điểm hai là tầm quan trọng của chính sách đối với xã hội. Với luận điểm một, chính sách của chúng tôi ảnh hưởng nhiều đến nhất đến những bạn có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa. Có rất nhiều bạn học sinh vô cùng chăm chỉ và dùng tài giỏi, nhưng chỉ vì hoàn cảnh họ rất là khó khăn mà họ đã phải bỏ học. Và nếu không có chính sách của chúng tôi thì chúng ta đã gây thiệt thòi cho chính đứa trẻ đó, và quan trọng hơn là gây thiệt hại cho chính nguồn lực của đất nước. Khi được đi học, họ có thêm kiến thức, và khi kiến thức cộng với lao động sẽ bằng hiệu quả. Những người nông dân trước được đến lớp học thêm tiếng Anh ấy thì họ đã có thể mang chanh long, mang dưa hấu, mang vải thiều, tôi không nhận hỏi, sang những thị trường quốc tế từ sớm hơn. Từ đó người nông dân thể tự chủ trong cả công việc cuộc sống của mình, và những thành quả đó chính là những thành quả mà trường phổ cập mang lại, nó kéo dài đến tận tương lai của chính công việc và cuộc sống của những bạn học sinh ngày sau này. Luận điểm thứ hai, đó chính là tầm quan trọng của chính sách đối với xã hội. 80% khách du lịch không quay trở lại Việt Nam lần thứ hai nữa. Bởi vì sao không? Chính vì trình độ dân trí của vài cá nhân có vấn đề nên đã ảnh hưởng đến bộ mặt trực tiếp của nước ta. Các bạn học sinh đều là những công dân tương lai, đều là những người nắm bắt cái vận mệnh của đất nước. Khi chính sách của chúng tôi thành công thì nó là kết quả nó mang lại cực kỳ to lớn. Tôi tin vào một ngày khi nhắc đến những nguồn lực công nhân, người ta nghĩ ngay đến những công nhân có tay nghề cao, linh hoạt, sáng tạo, chứ không phải những người công nhân giá rẻ, tay nghề thấp và thụ động. Mục tiêu của chúng tôi hướng đến một xã hội học tập để chấn hưng nền giáo dục. Chúng tôi hướng đến một quốc gia mà ai cũng được đến trường đi học, ai cũng có tri thức cấp tiến, ai cũng có văn hóa học tập, ai cũng không ngừng học hỏi. Chúng tôi sẽ thúc đẩy rất nhiều các bạn.
Mở đầu phần nói của mình, tôi xin được phản biện tất cả những cái quan điểm mà các bạn vừa đưa ra. Các bạn nói rằng là cái chính sách của các bạn có cái sự khả thi, tự do và tính độc nhất. Tôi xin hỏi cái tự do ở đâu khi các bạn ép tất cả những cái người dân đi học? Bởi vì rõ ràng cái chính sách của các bạn là chính sách phổ cập cấp 3. Vậy thì các bạn đang ép tất cả những người dân, kể cả những người mà người ta không muốn đi học, kể cả những người người ta không tìm thấy một cái mục đích gì đó trong cái việc đi học cấp 3. Tại sao mà nếu như sau này tôi làm ruộng thì tôi lại phải đi học cấp 3? Tại sao tôi không thể là học vào trường nghề, một trường nghề dạy nông lâm nghiệp? Và tại sao cái điều đấy nó lại là một cái điều tốt cho tôi? Tiếp theo, tôi xin không nhận câu hỏi. Tiếp theo, chúng tôi đã chỉ ra được rằng là cái bản chất trong việc phổ cập của các bạn và mục đích của nền giáo dục ở trung học phổ thông là không đi lại kèm với nhau. Trong khi phổ cập, các bạn nói là các bạn sẽ giảm bớt cái số lượng môn học xuống 3 đến 5 môn. Nó vừa không đủ tính chuyên sâu, nó lại còn vừa không đủ tính đại trà. Mời bạn. Bạn bảo rằng là từ 3 đến 5 môn là không đủ tính chuyên sâu. Vậy tất cả những nền giáo dục tốt nhất trên thế giới như Singapore, Phần Lan đều không đủ tính chuyên sâu. Vậy thì tôi xin hỏi bạn là nếu như các bạn phổ cập cái giáo dục cho tất cả mọi người thì làm sao mà các bạn chỉ chuyên sâu một số môn được? Các bạn cho rằng phổ cập tức là phải đại trà, trong khi cái nền giáo dục cấp 3 lại đi kèm với cái việc là các bạn phải định hướng, các bạn phải cho người học sinh có một cái hướng đi rõ ràng trong tương lai. Và tôi tin rằng là hai đội đến đây ngày hôm nay đều hướng đến cái mục tiêu để phát triển cá nhân, phát triển xã hội và thay đổi những vấn đề bất cập trong cái nền giáo dục. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng ta đấy chính là các bạn đang mù quáng, các bạn đang gấp gáp để muốn thay đổi bằng một cái chính sách đầy lỗ hổng dẫn đến tình trạng tồi tệ hơn. Sau đây tôi xin được so sánh bức tranh của hai đội. Ở thế giới của đội ủng hộ thì việc các bạn làm đã cho người ta thấy một quan niệm vô cùng sai lầm, đấy chính là mọi người đều như nhau. Rất tiếc, nếu cuộc đời là một cuộc đua thì mỗi người sinh ra đã không ở một vạch xuất phát rồi, người ta đã sinh ra ở những vạch xuất phát khác nhau. Và nhưng rất may mắn là nếu cuộc đời là một cuộc đua thì lại có rất nhiều con đường để đến đích. Và các bạn đang thu hẹp cái con đường đến đích của mỗi người. Các bạn đang cho rằng là chỉ có học cấp 3, chỉ có học đại học mới thành công. Tôi tin rằng không phải như vậy. Bởi chính vì vậy cho nên là chúng tôi ở trong thế giới của đội ủng hộ phản đối thì chúng tôi cho mọi người nhiều lựa chọn hơn để phù hợp với cái hoàn cảnh, khả năng của chính mình. Chính vì vậy đó chính là việc tăng khả năng, tăng đam mê của người học. Nếu không có đam mê thì làm sao chúng ta học một cách có hiệu quả được. Và rõ ràng chính vì vậy cho nên là bên thế giới của các bạn đang phân tán tài năng. Còn trong khi đấy, ở chúng tôi thì chúng tôi đang tập trung khả năng, tập trung cho con người ta một hướng đi thích hợp. Các bạn nói về một công việc tốt, các bạn nói về một cái thế giới mà khi tất cả mọi người đều có trí thức phát triển. Nhưng tôi cho rằng một cái thế giới như thế hoàn toàn không thể tồn tại với việc đại trà như các bạn. Và thứ hai nữa, chúng tôi xin được phép so sánh chính sách. Trong khi mà các bạn đưa học sinh vào trường để quản lý học sinh thì đây là một điều vô cùng bất khả thi. Bởi vì rõ ràng với những học sinh phải đưa vào những ngôi trường để có thể quản lý những học sinh đấy vốn đã có những cái trình độ, ví dụ như là những cái bạn mà đã có những cái lần đánh nhau, những lần hút thuốc ở trong trường, đưa vào cùng một cái trường, đấy là một môi trường vô cùng xấu. Nếu một ngôi trường xấu thì làm sao đấy là một cơ hội tốt để phát triển. Hơn nữa, chính sách của các bạn còn một lỗ hổng. Các bạn nói rằng chính sách của các bạn kéo dài trong 10 năm. Vậy thì tôi xin được phép nói rằng là sau 10 năm có rất nhiều chuyện có thể thay đổi. Các bạn không thể cho rằng cái điều đấy là một điều đúng đắn được. Thứ hai nữa là việc phổ cập trường nghề của chúng tôi. Số liệu đã cho rằng là 8,3% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở không tham gia trường nghề. Và cái điều đấy là một con số vô cùng thấp. Chính vì vậy cho nên là chính phủ đã đưa ra những cái biện pháp chính sách để nâng cao con số này lên đến 30% vào năm 2020. Ngoài ra thì chúng tôi tin rằng giáo dục không chọn con người mà con người chọn giáo dục. Chính vì vậy hôm nay chúng tôi xin được phép đứng ở đây để tự hào phản đối cho kiến nghị ngày hôm nay. Lượt thứ ba đã kết thúc. Và tôi thực sự là rất nể phục các bạn. Các bạn đều trình bày một cách rất tự tin, rất mạch lạc. Bây giờ hãy cùng lắng nghe phần cho điểm. Tôi nghĩ đây là một phần cho điểm vô cùng căng thẳng ngày hôm nay. Tôi sẽ mời chị Uyên. Sau khi mà chấm các bạn ít nhất là 2-3 vòng rồi thì chị Uyên luôn luôn đặt kỳ vọng vào người thứ ba của cả hai đội, bởi vì cả hai bạn đều là hai người rất là tốt. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chị thấy có thể là Thanh Vũ, bởi vì đội của bạn đã xây được rất là nhiều cái điều và xây rất là cao rồi ấy. Trên cái phần trình bày của bạn, chị cảm thấy em không đẩy cái bài đội mình cao hơn nữa mà gần như là em đang đi lại những cái ý của đội mình nhiều hơn. Có một điều nữa mà chị phải nhắc và chị rất là tiếc, đó là cả phần trình bày của Vũ và Khánh đều không nhận POI, thì việc này sẽ khá là tiếc và sẽ tạo ra cái ấn tượng không có được đẹp lắm. Riêng đối với phần trình bày của người thứ ba bên đội ủng hộ, chị rất thích những cái câu mà em nói rất có chiều sâu. Trong khi mà chị viết cái phần trình bày này á, chị đã đặt ra hai câu hỏi, chị sẽ cần hai cái phần so sánh, và khi mà em còn
một phút cuối cùng em nói luôn đủ cả hai phần so sánh đó vì cảm thấy hoàn toàn rất là thỏa mãn. Nếu như chị là em, chị cũng sẽ có một cái nội dung nói như vậy, chị nói thật. Và chị cảm thấy em hoàn toàn xứng đáng với 10 điểm của chị ngày hôm nay. Vâng, vậy là chúng ta đã có 10 điểm đầu tiên của lượt thứ 3 dành cho đội phản đối. Chúc mừng Mai. Sau đây, xin mời anh Walter. Thật là thú vị khi lượt đấu này rất khó chấm. Và như một số lý do Uyên đã nói đến, tôi nghĩ vấn đề của đội ủng hộ là các bạn có hệ thống luận điểm rất mạnh và bị phụ thuộc quá nhiều vào nó. Tôi thấy bạn lập lại khá nhiều ý đã được trình bày bởi hai người nói trước, nhưng không có ý tưởng nào mới về việc các bạn sẽ vượt qua một số vấn đề thực tiễn như thế nào. Tuy nhiên, đó vẫn là một phần trình bày rất tự tin. Điều mà tôi nghĩ hai đội có thể làm tốt hơn là có những vấn đề bỗng nhiên được nói đến và những vấn đề bị bỏ qua trước đó. Với vai trò là người thứ ba, hai bạn cần nắm được những vấn đề này và hỏi lại đội đối phương. Về phía đội phản đối, điều đầu tiên tôi muốn nói rằng đây là màn thể hiện tốt nhất của bạn từ đầu cuộc thi đến giờ. Tôi thích việc bạn không từ bỏ, bạn cố gắng tiếp tục với luận điểm của đội mình và bạn làm rất tốt trong việc đưa ra những vấn đề cho đội ủng hộ. Bởi vậy, tôi cho bạn 10 điểm. Và bây giờ một lần nữa chúng ta sẽ xem liệu kết quả có ngay sau phần đánh giá của ban giám khảo thứ 3 hay không. Xin mời chị Cúc Hà. Có lẽ là đối với cả đội ủng hộ thì chúng ta đã có những luận điểm rất tốt ở hai vòng trước. Và có lẽ vì thế cho nên là có một cái sự lặp lại rất là nhiều ở trong cái luận điểm của con. Tuy nhiên cái mà cô rất là thích ở con đó là có hai cái. Đó là cái sự trôi chảy trong các lập luận. Tức là con sắp xếp các ý tưởng nó rất là trôi chảy theo một cái thứ tự là từ ít quan trọng hơn đến quan trọng hơn. Về đối với cả đội phản đối, đến vòng này các con có một sự đột phá. Cô đặc biệt thích cái cách con rất là bình tĩnh trình bày ý tưởng. Và con có một cái trình bày rất là đa dạng về lập luận. Đó là lúc thì con lập luận về tính logic, lúc thì con lập luận về theo một cái tính rất là văn học, tức là nhìn theo hai bức tranh của xã hội nó như thế nào. Vì thế cho nên cô cũng sẽ cho đội phản đối 10 điểm. Wow, đây là một kết quả làm cho trận đấu của chúng ta căng thẳng, gay cấn và hồi hộp hơn bao giờ hết. Hãy để tôi tổng kết lại điểm số của các bạn. Đội ủng hộ trường Trung học phổ thông Quang Trung Đống Đa Hà Nội đang có 50 điểm. Và đội phản đối trường Trung học phổ thông Chu Văn An Hà Nội, các bạn đang có 40 điểm. Xin chúc mừng. Hai bạn đều đã làm rất tốt. Hãy quay trở về vị trí ngồi của mình. Và quý vị khán giả truyền thân mến, chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm một lần nữa khi chứng kiến lượt phản hồi thì mới có thể tìm ra được đội vô địch của trường tin năm nay. Chính vì thế, đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Bước vào lượt thi đấu trong tâm thế không còn gì để mất. Nhưng Quỳnh Mai đã quá xuất sắc khi giành chọn 30 điểm từ ban giám khảo. Chàng trai Thanh Vũ, cỗ xe tăng bách chiến bách thắng của Trung học phổ thông Quang Trung, lần đầu tiên trong suốt giải đấu đã phải nhận lấy thất bại. Trận chung kết đang trở nên kịch tính hơn bao giờ hết, khi khoảng cách chỉ còn là 10 điểm. Lượt thi đấu cuối cùng, lượt đấu quyết định ngôi vị quán quân đang ở ngay phía trước. Ngay bây giờ, hãy cùng chờ đón tân vương của trường tin 2018. Quay trở lại với sân khấu của trường tin 2018 và đây là trận chung kết của chúng tôi. Một trận chung kết vô cùng kịch tính với điểm số rất sát sao và sẽ phải chờ đợi lượt phản hồi này diễn ra. Chúng ta mới có thể tìm được nhà vô địch của trường tin năm nay. Và bây giờ hãy cùng đến với phần phản hồi này với các thí sinh đang nóng lòng để mang chiến thắng về cho đội của mình. Đại diện của trường Trung học phổ thông Quang Trung Đống Đa Hà Nội, đội ủng hộ xin mời Ngọc Khánh. Và đại diện của trường Trung học phổ thông Chu Văn An Hà Nội đến từ đội phản đối, xin mời Tuấn Hưng. Có lẽ là hôm nay chỉ cần nhìn hai bạn ở lượt này khi quay trở lại với vị trí đứng có thể cảm nhận rõ được sự hồi hộp và áp lực rất lớn. Khánh thân mến, để bình tĩnh hơn thì chúng ta sẽ làm việc này nhé. Món bạn thích ăn nhất là gì? Thôi, món gì em cũng ăn được ạ. Món gì cũng ăn được à? Thế tôi nghĩ là bạn sẽ làm việc đơn giản như này đi. Đó là bạn cứ hình dung là sau trận này, sau khi bạn làm tốt, hai người bạn ở đằng sau lưng bạn hiện giờ
Đấy, Phát và Vũ, hai bạn này sẽ phải khao bạn đi ăn bất cứ món gì bạn thích. Đồng ý không? Hai bạn đồng ý không? Đấy, hai bạn đồng ý rồi. Đừng hồi hộp nữa, sắp được ăn rồi. Vâng, và một chàng trai đang vô cùng tập trung. Không biết là có nghe câu chuyện của chúng tôi không là bạn Hưng? Có ạ. Hưng thân mến, bạn đang có cơ hội để giúp đội của mình lật ngược thế cờ. Vâng, và tôi biết là áp lực với bạn cũng không nhỏ. Bạn tranh thủ từng giây từng phút để có thể ghi lại những điều quan trọng trong luận điểm của mình. À, tôi nghĩ rằng những điều này hiện giờ đều nằm trong đầu của bạn cả. Bạn cứ bình tĩnh để thể hiện chúng. Hãy cho hai thí sinh của chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn. Hai bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Đội trình bày trước sẽ là đội phản đối. Và các bạn sẽ không có quyền đặt câu hỏi trong lượt phản hồi này. Và hãy thể hiện thật tốt và cho chúng tôi một nhà vô địch thật xứng đáng. Lượt phản hồi của Trường Tin bắt đầu! Nên lần thứ 3 bên chúng tôi bảo chính các bạn hoàn toàn không có tính khả thi và ở lượt tôi đã bảo chính các bạn hoàn toàn mang rất nhiều rủi ro. Tại vì sao? Thứ nhất, để tạo ra một thế mà học sinh trở nên toàn diện thì giáo viên cũng phải là một con người toàn diện. Nhưng các bạn hãy nhìn thực trạng ở Việt Nam mà xem, giáo viên thì lấy điểm chuẩn thấp, xong một chất lượng giáo viên thì lại không được cao. Như vậy thì sao? Các bạn không thể tạo ra một thế hệ học sinh toàn diện như các bạn mong muốn được. Tiếp theo, các bạn bảo rằng các bạn sẽ đi vay mượn đúng không? Nhưng mà vấn đề là khi mà chúng tôi đặt ra những phép tính là những ngôi trường phải rơi hàng trăm tỷ, khi mà các bạn muốn xây rất nhiều trường như vậy rồi cả những chất lượng giáo viên thì vô tình chung các bạn phải chi ra một đến số tỷ. Ở tiếp theo, cái nhóm nước mà chúng ta đều muốn hướng tới trong này là người nghèo. Tuy nhiên, người nghèo quan trọng cái gì? Người nghèo quan trọng bữa ăn và chất lượng cuộc sống của họ. Tuy nhiên, các bạn lại muốn bắt ép họ phải đi học. Các bạn bắt ép họ vô căn cứ, phù trái với cái hoàn cảnh thực sự của họ. Chính là các bạn chính là đã làm khổ cái người nghèo này. Và chúng tôi tin rằng khi mà các bạn đã làm khổ người ta thì không thể khiến cho người ta phát triển được. Tiếp theo, chúng tôi xin phép được nói về một cái nền giáo dục của bạn quá toàn diện. Khi mà các bạn muốn học, muốn kể cả chúc các bạn thành công thì các bạn không hoàn toàn không có một tí tính phân loại nào. Như chúng tôi bảo rằng nếu như mà một số sân mục rồi ai cũng hoàn thành như các bạn thì ai làm thầy, ai làm thợ cho các bạn? Như vậy thì sao? Như vậy thì một xã hội mà ai cũng có cái tôi của mình, ai cũng có một cái khả năng của mình, ai cũng muốn ép áp đặt cái khả năng của mình trên người khác thì đó không là xã hội đáng sống không? Rõ ràng là không. Tiếp theo, các bạn bảo rằng các bạn sẽ tiếp thu ý kiến của những người dân. Như tuy nhiên, như các bạn có thể thấy hôm nay giáo dục cứ đổi mới liên tục, và cái việc mà chúng ta tiếp thu ý kiến chỉ làm học sinh hoang mang hơn, chỉ làm giáo viên trở nên áp lực hơn bao giờ hết. Và cái việc này chúng tôi là không hề tốt một tí nào cả, vì giáo viên và học sinh cứ phải thay đổi liên tục theo cái trong chóng của thời đại. Và chúng tôi tin rằng nếu mà chúng ta cứ giữ những cái thế xã hội hiện nay, chúng ta cứ giữ những cái cơ chế hiện nay thì sao, thì chúng ta vẫn ít ra vẫn giữ được một cái sự hòa hợp, một cái sự phân loại trong xã hội. Đấy là vẫn còn người, vẫn còn người chấp nhận làm thầy, vẫn còn người chấp nhận làm thợ. Và chúng tôi tin rằng ở một xã hội mà chúng ta đoàn kết với nhau, thế chúng ta cùng bắt tay nhau để mà nâng cả xã hội này lên thì đó mới là một xã hội đáng sống hơn là xã hội của các bạn. Hôm nay cả hai chúng ta đều tới đây với một kiến nghị rằng liệu chúng ta có nên phổ cập giáo dục, phổ cập giáo dục trung học phổ thông hay không? Thứ nhất, các bạn cho rằng chính sách của chúng tôi không đảm bảo được sự tự do cho các bạn. Xin lỗi, các bạn hoàn toàn nhầm rồi. Chúng tôi chỉ yêu cầu tất cả học sinh đi học, chứ chúng tôi không hề bắt ép họ phải bỏ những công việc họ đang làm. Tiếp theo, những gì chúng tôi cho họ, chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả kiến thức cho họ, chúng tôi họ những kỹ năng mềm, chúng dạy họ cách biết yêu thương, biết tôn trọng lẫn nhau. Không những vậy, chúng tôi còn kết nối con người. Khi chúng tôi đặt ra một mục tiêu thì nghĩa là tất cả mọi người phải cùng nhau chung tay làm, không chỉ mình học sinh mà phải còn là cả giáo viên, cả bộ giáo dục, cả bộ giao thông hiệu phải giúp đỡ bộ giáo dục để có thể kết nối học sinh lại. À, vậy thì ok, như người bà các bạn đã nói, các bạn cho rằng chúng tôi đang tạo ra những con người giống nhau. Tôi xin lỗi, các bạn hiểu hoàn toàn nhầm ý của chúng tôi. Chúng tôi trao cho họ những cơ hội giống nhau, như cái đường xe đua các bạn đã nói. Các bạn cho rằng tất cả con người đang đi trên con đường giống hệt nhau, nhưng tôi xin các bạn rồi, có những người ở vùng xa, vùng sâu họ không có cái đường để có đi cơ. Chứ đừng nói việc đi đến đích hay không. Những điều chúng tôi làm cho họ một con đường, chúng tôi chọn một cái đích. Chính sách của các bạn chỉ cho một số người về đến đích mà thôi, nhưng chúng tôi thì không. Chúng tôi cho tất cả mọi người những cơ hội giống nhau để họ có thể cùng nhau về đích, để không ai bị bỏ lại phía sau cả. Hơn những thế, bạn bác bỏ chính sách của chúng tôi mà các bạn không hề đem lại một giá trị nào. Chính sách của chúng tôi đem lại những giá trị gì? Chúng tôi kết nối con người, chúng tôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chúng tôi nâng cao mặt bằng dân trí chung để từ đó ai có thể được đi học, ai cũng có cơ hội giống nhau, ai có thể làm được điều mình muốn. Và tôi xin khẳng định lại một lần nữa là chúng tôi không hề cướp đi bất kỳ sự tự do của bất kỳ ai cả. Và như bạn đã thấy, tôi đã hoàn toàn giải quyết hết toàn bộ mâu thuẫn của chúng ta. Nếu mà được là một ban giám khảo trong ngày hôm nay, tôi xin chấm và khẳng định rằng đội tôi đã giải quyết mâu thuẫn tốt hơn hoàn toàn các bạn. Tinh thần chiến đấu của Khánh và Hưng luôn luôn rất là nồng cháy. Và cho dù tôi nghĩ rằng bây giờ có yêu cầu các bạn ý tiếp tục tranh biện thêm mấy trận nữa, thêm bao nhiêu phút nữa cũng được, và các bạn ấy luôn luôn ở trong một tinh thần sẵn sàng. Đó là điều mà chúng tôi luôn luôn tự hào với những thí sinh của trường thi năm nay. Và các bạn thân mến, lượt phản hồi của chúng ta đã kết thúc.
Và chúng ta sẽ cùng thở phào nhẹ nhõm. Cả hai bạn đều đã làm rất tốt, đã trở thành người đại diện xứng đáng cho lượt này của cả hai đội, được không ạ? À, chúng ta có thể quay trở về vị trí ngồi của mình và cùng chia vui với những người đồng đội. Quý vị khán giả truyền hình thân mến, lượt phản hồi đã kết thúc. Mà chúng ta sẽ cùng chờ đợi ban giám khảo có thể suy nghĩ thật kỹ, bởi điểm số lúc này mà họ cho bất cứ đội nào sẽ vô cùng quan trọng, sẽ quyết định nhà vô địch của chúng ta. Chính vì thế, đừng rời khỏi màn hình. Chương trình Trường Tin sẽ quay trở lại với chúng ta sau ít phút nữa. Trở lại với sân khấu của chương trình Trường Tin 2018 và cách đây ít phút chúng ta vừa theo dõi lượt phản hồi. Bây giờ là thời điểm mà các bạn chờ đợi. Xin mời hai đội đã có mặt ở trận chung kết của chúng ta ngày hôm nay. Trường Trung học phổ thông Quang Trung Đống Đa Hà Nội và Trường Trung học phổ thông Chu Văn An. 6 thí sinh hãy quay trở lại sân khấu với chúng tôi. Vâng. Nhìn lại một lần nữa những gương mặt của hai đội thi này, những người làm chương trình của chúng tôi thực sự vô cùng tự hào khi thấy các bạn ngày hôm nay đã thi đấu xuất sắc như thế nào. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu để có thể trao những phần thưởng dành cho cả hai đội đã có mặt ở trận chung kết ngày hôm nay. Những phần thưởng được trao bởi trường Trung học phổ thông Trung học cơ sở Marie Curie. Xin trân trọng giới thiệu đại diện thầy hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang sẽ lên sân khấu ạ. Xin mời thầy. Không biết ai là quán quân nhưng mà chúc cả hai đội vào chung kết là tuyệt vời rồi. Chúc mừng. Một lần nữa xin cảm ơn trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Marie Curie cũng như cảm ơn cá nhân thầy Nguyễn Xuân Khang đã đồng hành và luôn luôn giúp đỡ chương trình. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Các bạn thân mến, có lẽ đây là cái phần công bố kết quả mà cá nhân tôi thấy nó khá là nặng nề. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta có thể thấy một trận đấu vô cùng căng thẳng, vô cùng sát nút. Tức là với chúng tôi, với cá nhân tôi cũng vậy thôi. Cả hai đội đều xứng đáng để trở thành nhà vô địch cả. Cho nên cho dù là ngày hôm nay ai chiến thắng, các bạn hãy nhớ rằng các bạn đã làm vô cùng tốt. Có thể các bạn chỉ thiếu một chút may mắn để có thể trở thành quán quân ngày hôm nay mà thôi. Và như chúng tôi vẫn thường nói, cho dù trong mỗi trận đấu của Trường Tin, bạn thắng hay thua không nói lên là bạn kém hơn hay giỏi hơn, mà chúng ta sẽ luôn luôn giữ tinh thần của những thí sinh Trường Tin là luôn luôn chiến đấu hết mình với tất cả những trận tranh biện. Chúng ta sẽ cùng đến với tổng số điểm của hai đội. Ngày hôm nay, đội chiến thắng của chúng ta đã giành được 60 điểm, đó là đội ủng hộ Trường Trung học phổ thông Quang Trung Đống Đa Hà Nội. Và ngày hôm nay rất xuất sắc, đội Trường Trung học phổ thông Chu Văn An Hà Nội, các bạn có tổng điểm là 45 điểm và đã trở thành á quân của Trường Tin. Sau đây hãy cùng chúc mừng các bạn một lần nữa với những giải thưởng của Trường Tin 2018. Và xin trọng kính mời nhà sản xuất Phạm Thùy Chi sẽ lên và trao giải Á quân dành cho Trường Trung học phổ thông Chu Văn An Hà Nội. Và bây giờ hãy cùng vinh danh nhà vô địch của Trường Tin 2018.
trường Trung học phổ thông Quang Trung Đống Đa đây. Và để trao giải thưởng này, chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện của trường Đại học Macquarie Australia là ngài Matthew. Và xin trân trọng kính mời giám khảo của chúng tôi ngày hôm nay là chị Cúc Hà sẽ lên trao giải và cùng vinh danh nhà vô địch với chúng tôi. Vâng, kính thưa tất cả quý vị khán giả truyền hình, ngày hôm nay giây phút này là giây phút chúng tôi chờ đợi nhất, tìm ra quán quân của trường tin 2018. Và một lần nữa xin chúc mừng ba chàng trai xuất sắc đã tạo nên rất nhiều cảm xúc của chương trình đến từ trường Trung học phổ thông Quang Trung Đống Đa Hà Nội. Chúc mừng Thanh Vũ, Ngọc Khánh và Thành Phát, các bạn thực sự là những chàng trai vô cùng đáng yêu và vô cùng xuất sắc. Và quý vị khán giả truyền thân mến, có lẽ chỉ còn ít phút nữa thôi chúng ta sẽ phải tạm biệt chương trình Trường Tin 2018 ở đây. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn sự đặc biệt đồng hành của quý vị khán giả cho chương trình Trường Tin năm nay. Một lần nữa cảm ơn sự có mặt cũng như sự giúp đỡ của những cố vấn, những huấn luyện viên. Xin cảm ơn tâm huyết của ban giám khảo và đặc biệt là xin cảm ơn sự đồng hành của những nhà tài trợ, những đơn vị đã hỗ trợ chúng tôi để có thể thực hiện được chương trình Trường Tin 2018. Và đặc biệt, chúng tôi sẽ không quên từng gương mặt của tất cả các thí sinh, những người đã cùng với chúng tôi làm nên chương trình Trường Tin năm nay với rất nhiều cảm xúc và giành được rất nhiều sự yêu mến của khán giả truyền hình. Và hiện giờ, chúng ta sẽ nói tạm biệt nhau ở đây và chúng ta hãy để cho giây phút đăng quang của nhà vô địch kéo dài hơn nữa được không ạ? Xin cảm ơn các bạn. Và xin cảm ơn tất cả quý vị đã cùng theo dõi chương trình Trường Tin. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình Trường Tin năm sau. Ban đầu em đi thi Trường Tin mục đích là thử sức mình. Em không nghĩ những điều mang lại cho em lớn như thế. Nó vừa mang lại cho em kiến thức và khả năng tranh biện, cũng như là em rất mong muốn để tiếp tục tranh biện. Và nó mang lại cho em tình bạn nữa. Việc nuối tiếc nhất chính là việc không được gặp các bạn ở đây nhiều nữa. Và điều đó làm em cảm thấy khá là buồn vì bọn em đã có một cái khoảng thời gian khá thân thiết với nhau rồi. Trường Tin mang lại cho em những cái bài học mới về tranh biện là một cái thứ mà em rất là thích từ trước đây, và mang lại cho em những cái người bạn mới mà bây giờ những người bạn ấy có thể trở thành một trong những người bạn thân nhất của em.